Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng Thổ Phật còn tài thế, một hôm Ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng Mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được một trăm năm Vị thứ hai nói, sống được bảy mươi năm Còn vị thứ ba bảo, dài tháng, dài ngày, dân dân Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ôi, tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường, dạng sự hưu. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại nhắm mắt rồi cũng nắm tay không bất luận hàng vương giả hay thứ dân giàu nghèo sang hèn ai ai rồi cũng phải chết thân này nào có ra chi của kia lại có chắc gì mà ham hay là sau đường ân ái hai tay trắng cuối lớp ân tình nắm mộ xanh vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ nên họ cứ mãi danh vật cấu xé lẫn nhau ai cũng tham giàu sang quyền tước nhưng cho dù có kho vàng núi bạc lọc cả quyền cao gác tía lầu son ngọc ngà châu báu tất cả đều bị định luật vô thường đào thải có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đang tâm sát phạt tranh giành chung quy rồi cũng trở về với cát bụi Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu Có người làm giường tên là Cửu Tứ Lục Một hôm y thấy tổ kiến vàng Liền đi vào nhà bếp Xách ra một xô nước nóng đang sôi sùng sục Đổ ngay xuống ổ kiến Hỡi ơi! Kiến chết vô số Tứ Lục thấy thế cười kha kha tỏ ra đắc ý Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ thay, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc dài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ, nhưng cũng có ham sống sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. Nói đến sự lo nghĩ về tham dục Thổ Phật còn tài thế Có bốn vị tân học tỳ kheo Ngồi bàn luận chuyện thế gian Vị thứ nhất nói vào mùa xuân cỏ cây xanh tốt Hoa tươi khoe sắc Nếu đi dạo chơi thì thật là vui Vị thứ hai nói Bà con hội họp Chén tả chén thù Nghe âm nhạc thưởng thức múa ca Đó mới là vui nhất Vị thứ ba nói tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy. Khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói, Vợ đẹp, hầu non với lụa là gấm dốc, son phấn ngát hương, mặt tình vui chơi, đầy mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong rủi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo Những điều mà các ông bàn luận Toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong Không phải là pháp an vui Các ông phải suy xét Giang vật, xuân thì tươi tốt Sang thu thì tàn tạ Bà con xuân dày vui vẻ Rồi phải chịu cảnh chia ly Tài sản xe ngựa là của năm nhà Thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốt lấy tai họa giàu thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy, thì tự nhiên đạt đến Niết Bàn đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, Hàm vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này, lấy làm khổ thẹn ăn năn sám hối, tầm chật khai ngộ, dòng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đào quả, a-la-hán. À Kinh Pháp Cú Con người sinh ra trong thế gian Bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn chết sớm Biết bao thống khổ không thể kể xiết Như thế là do ba nghiệp gây ra Nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau Trong ba đường dữ Bồ đề lão tổ từng dạy Làm nghề lột da rất lạnh đơn phung làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình hành hung làm dữ tai quả không chừng thấy của gian tham quả báo bần cùng cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường nhờ người gạt người chịu đời thất thế gian công lường của chịu đời lầm lạc khoe tốt lừa người mắc mưu mất của tranh danh đoạt lợi người lìa của tan tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan giữ của lòng tham chuyển làm kiếp chó chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa dùng sức loài vật chuyển kiếp lao xuyển thấy sắc cố dâm vợ con phản loạn thọ thay chồng bỏ con nghịch giới cha tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu thọ thay làm ác, liên lụy đến con. Quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn uống nóng quá, thận suy khô kém, khinh thánh thị thần, cầu nguyên vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phần dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình vô gian bạc phận chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ thấy hư chê cười khó nổi lập thân chê người rất lành chuyển kiếp cơ hàng đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu được sang chê hèn đáo đầu bần tiện chê người cực khổ chuyển phú quá bần người giàu phụ khó giữ của không bền kiều cách khi người chịu kiếp vô duyên được mạnh chơi yếu chịu đời suy nhược tánh hay kiêu căng tạo lập không thành thị chúng kiếp cô quả sanh nan giải là ré nạt nộ hào hơi phổi yếu dỗ ngực xưng hô phổi động sanh ung hủy hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặc hủy hoại tiền của gia cảnh bần hàng ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không gìn giữ, thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, Xanh con không dạy, hỏa hoạn trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, Bồi ơn bạc nghĩa, xanh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si giả oan hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, quả sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, hoang đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí mắng gió chửi mưa ngay cuồng đền tội được hôn chê khờ lãng tâm mất trí truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời phá cầu đào lộ oan gia nghiệp chướng rào đường lấp ngõ lo việc không thành bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh nghe trên không trợ cầu phước không thành thờ Phật lấy danh vì tai lai vãng. Biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Binh người đặng thế, chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can, lâm nạn cô thế. Trước thân sao phản, vô duyên bất tính tự gian làm loạn, tai quả thình lình. Gần người hung dữ, lây quả liên can. Tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật độc phong, tỳ vị sanh trùng. Không nói ác khẩu Ác khẩu là nói lời hỗn ẩu, cọc cằn thô lỗ, chửi rủa mắng nhiếc nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ ngu si như trâu bò heo chó hoặc hăm dọa đánh đập giết hại người đó gọi là ác khẩu phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu buồn khổ hổ thẹn tuổi nhục thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi thử nghĩ mình bị ai nói chạm từ ái một chút liền phiền giận không nguôi Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, hủy nhục làm chi cho thêm thù vướng oán? Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, Lời nói chẳng lành, nhá họa liên thanh, nói không độ lời, thường sanh tai biến. Hay là, quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, thân khẩu hại sát phàm, nói bậy bạ, mang quả vào thân như chuyện vào thời chúa nguyễn đỗ thành nhân là vị tướng tài một hôm ông nói lệnh của ta tức là lệnh vua khi lời nói đó đến tài chúa nguyễn ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội rồi đem ra pháp trường chém đầu muốn cho yên thân ít nước lợi nhà khi nói phải thật thà êm dịu bởi con người ta bất bình với nhau vì có kẻ khác hơn mình nếu mãi hơn thua ắt ta bị hại Thêm sa cơ lại bị xích xiền tu tội tử hình Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng Không suy xét đo lường hậu quả của nó Hãy lấy đó mà suy Ở đời tôi thấy có nhiều người Lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ dữ họ đánh nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình. Có nhiều khi ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động, kết quả đôi bên đều bị tổn hại khi đó ăn năng đã quá muộn màng người xưa từng khuyên chim khôn hót tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe hay là bằng như lời ấy thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng quý vị nên biết lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sau đầy cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được một lời nói quấy cho dù sau này có xin lỗi người ta dễ tha thứ cho nhau nhưng khó quên đi dĩ dãn mỗi khi buồn họ nhớ lại hết cũng một lời nói phước đức vô lượng đồng thời cũng một lời nói mang tội vô số nhất là những ai giàu sang chớ có cậy thế ỷ quyền hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt chẳng chút xót thương hãy xem qua bài kệ nhân quả sau đây bắt tôi tớ nặng nề công việc nhưng lương tiền keo kiệt không cho có lỗi lầm chửi mắng um sùm thêm đánh đập khác nào con vật mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ kế tiếp sau làm tớ bị đòn chết rồi nhân nghiệp vẫn còn mạnh thời nở trước yếu tồn lại sau Lão tổ cũng nói: Hành hạ tôi tớ, con cháu suy đồi, đánh đập chửi người, thường sanh tai biến. Tóm lại, trong kinh Chánh Niệm xứ nói: Người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối. Từ trong gia đình, dòng họ cho đến bà con lối xóm, bạn bè, kẻ xa người gần đều kính mến người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng lại hưởng được phước lành thân tâm an lạc quyến thuộc trên thuận dưới hòa lòng tin kiên cố không ai phá hoại được lại chẳng xa đường dữ đời đời sanh ra được gặp thầy lành bạn tốt tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện phật dạy nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại một được thân bất hoại không ai hại được hai được bà con bất hoại không ai hại được ba được lòng tin bất hoại bốn được pháp hành bất hoại chỗ tu hành kiên cố năm được thiện trí thức bất hoại không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ chịu cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo, Phật dạy. Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người. Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ, rót nước đồng sôi vào miệng, rồi cắt lưỡi. Mãng kiếp địa ngục, xanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu, ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại khổ não triền miên. Thang ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tình tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức Thang rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí, người choảng nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa Sở dĩ con người ta bị tai ách quạng nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc. Con người thường gây đau khổ cho nhau, tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dù sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau ở thế gian tham nhiều chừng nào là tự chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó tham là căn bệnh trầm kha khó trị Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Thàm làm ích kỷ là bỡn nhơ che mất ánh sáng trí tuệ, nhẫn ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm quả nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngày Maha Nam, sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ biểu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội, dân chúng vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành hạ đủ cách, thật là giả mang, mất hết nhân tính, giống như hung thần ác quỷ hổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu chồng họ, dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không hoan hỷ giúp, thì chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui, thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong Kinh Phật dạy, người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong lương hoàng sám nói, oán thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc. Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố đụng chạm xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ. Anh em dành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn Ông bà cha mẹ thường trách con cháu Hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ Cho đến anh chị em dòng họ Hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến sinh Càng xin càng lấy làm không đủ Xin mãi người ta không cho Trở lại ôm lòng oán hận Tìm cách trả thù kết oán Đời đời không thôi Thế mới biết Oán thù ba đời không ai xa lạ đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên, xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay, vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc, khoan thai nhẹ nhàng. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này, Nhân ngày rằm Có một cô Phật tử đến tịnh xá Vừa lại Phật vừa khóc nức nở Thầy tôi đến hỏi Cô ơi Tại sao cô khóc như thế Thưa sư Chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá Muốn tự tử chết khuất cho rồi Cô ơi Cô có con cái gì không Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô Và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi Cái nào quý hơn Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc con lại Quý hơn Chồng con và 10 triệu kia Làm sao mà bằng được Cô thấy không Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử, tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích. Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ Trong kinh di giáo Phật dạy Trì túc thường lạc Nghĩa là người biết đủ Dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào Cũng được an vui Sự kia Đức Phật còn trụ thế Đời sống của Ngài rất đơn giản tam y nhất bác Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực Thường sống ở núi rừng Không bận tâm đến sự ăn mặc Chỗ ở, ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ muốn cho thân tâm an lạc quý phật tử nên cầu trời phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi nếu lỡ làm ăn thất bại đi xin cơm ăn như đức phật rồi tinh tấn tu hành có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể trong luận bảo dương tam muội nói lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, dạng vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ. thân như bóng chết chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, Xá chi suy thịnh diệt đời Thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành Ngài nói thân này giống như điện, như bóng Có rồi không Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xuân xuê Đến mùa thu thì héo tàn Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi Ngài không có vui buồn kinh sợ Việc thịnh suy đối với Ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ Nắng lên là tan hết thần như lằn chớp sẽ qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống. Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế dầu chỉ một giây phút cũng trở nên buông lung nếu giây phút buông lung tức thời liền sa đọa phòng hộ tâm như thế nào chúng ta xem qua mỗi chuyện sau đây thổ phật còn sanh tiền có một nhà sư Pothila là giáo thọ sư lão thông tâm tạng kinh điển có điều là chưa chứng quả mỗi lần sư đến viếng phật thế tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp ba mươi vị A-la-hớn, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả Pô đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài quan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười. Làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia ngài là vị giáo thọ, Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa Cũng bị từ chối Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hớn nhỏ tuổi nhất Mới lên bảy Dàn này một cách khẩn thiết Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó Khi tuổi tác và sở học của tôi Kém ngài rất xa E rằng ngài có tin nổi hay không Bạch Đại Đức Lòng con tha thiết khẩn cầu Mong ngài từ bi chỉ giáo A-la-hớn trẻ tuổi ôm Tồn Bảo này tôn giả lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không thưa biết ạ à. ồ tốt lắm giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế có sáu cửa cửa nào cũng hé ra hết thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy có phải thấy không nào thưa dân nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết có phải vậy không? Thưa, đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú giấy ấy cho kỹ, ta phải đóng kín năm cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bài giấy. Ta sẽ thấy rõ, để nào là giấy than, giấy lửa, giấy cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp giấy chỉ cho sáu căn, mắt, tai, mũi lưỡi thân ý của ta những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bài giấy kia muốn điều phục chúng không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng giảm bớt các hoạt động của ý thức bình thẳng nhìn một cách rõ ràng chăm chú quan sát những dòng niệm của mình không xen vào những ước muốn lấy bỏ loại trừ bà đại đức con đã hiểu rồi tôn giả kho từ giả ba mươi vị a la hớn tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền để khuyến khích sư đức thế tôn gợi đến một bài kệ tu thiền trí huệ sanh bỏ thiền trí huệ diệt biết rõ hai lẽ này thế nào là đắc thất hãy tự mình nỗ lực khiến trí huệ tăng trưởng chẳng bao lâu tôn giả Pô-thi-la đắc quả a la hán nhiếp phục lục căng hiền nhân có kệ sắc chi cũng không chinh được mắt mắt tự do ngắm vật trong ngoài đẹp không vọng niệm mê say xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm tiếng chi cũng không làm tai mến tai tự do nghe tiếng dở hay dở không buồn ghét nơi tai hay không buộc phải chuyển lay trong lòng mùi chi cũng chẳng lung được mũi mũi tự do để ngửi các mùi thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do ném thử các vị, ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cỏ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng, lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm vật chi cũng không làm động ý ý tự do xử trí vật danh giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh có không cũng chẳng khiến tình chấp nê cảnh không thể làm mê tâm trí trí tự do tự trị lấy mình trong sanh tử dược tử sanh Tùy mang xác tục mà tình thần tiên đoạn này rất diệu huyền vô tận người hạ ngoan nếu đặng dịp nghe sẽ là tỉnh được giấc mê bỏ điều hung ác theo bề thiền lương trong kinh a hàm đức phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát một tự mình là thiện tri thức thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãn. Mỗi khi họ nói ra là chửi thầy in ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho quề. Ngay lúc đó, mình đã quá ra người hung dữ. Hơn nữa, gần người ác, tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường xa đọa tội lỗi ngoại trừ bậc thượng căn đại trí gần người ác mới không bị ô nhiễm còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc gần người thiện thì giống như vào nhà qua thơm cỏ lạ lòng ngày thân mình cũng thơm như vậy Gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương, lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Kinh Pháp Cú Những nỗi khổ về sanh Khi còn nằm trong bụng mẹ, hà nhi chịu rất nhiều nỗi khổ nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng khi mẹ đói cơm khát nước thai nhi lỏng bỏng khó chịu mẹ ăn no lấn ép khó bề cửa quậy lúc sanh thân còn đau đớn mạng mẹ nguy hiểm lòng cha lo sợ ra khỏi lòng mẹ da thân mềm mỏng chạm phải những vật bên ngoài đau như là dao cắt quảng hốt thất thanh khóc vang Thỏa Phật còn tại thế, một hôm tôn giả một kiện liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ. Khi đó có một con quỷ đến hỏi, Thưa tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại, khổ sở thế này. Ngài một liên đáp, Tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo, lấy vợ, giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế. Trích Kinh Tạp Tạng Tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong kinh trường thọ diệt tội, Đức Phật phổ quan chánh kiến như lai dạy nữ điên đảo rằng Nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai Người này hiện đời mắc báo bệnh nặng Mạng sống ngắn ngủi Sau khi chết sa đọa địa ngục A Tỳ Chịu nhiều khổ não Chẳng những người uống thuốc phá thai Cho đến người làm việc phá thai Đều bị sa đọa Kinh Tập Tạng Chép Bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài một kiện liên rằng thân hình tôi như một khối thịt không có tay chân mắt mũi lưỡi thân thường bị trùng rút chim mổ cắn trước mà ăn đau đớn vô cùng không thể chịu nổi vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy ngài một liên đáp đời trước người cho người ta uống thuốc độc phá thai khiến cho chúng sanh mạng sống không còn vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất tránh mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi mà còn phải giữ cho người khác nữa có nhiều người ăn mặc không kín đáo nói cười lá lơi khiêu gợi lòng dục của người khác Nền xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoàng Sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh, xuông xả cho thế là hơn, đời sau xanh vào nước lõa thể. Ý nghĩa và giá trị của mười nghiệp lành Một, không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh. Tự mình giết, suối người giết, thấy người giết vui theo, đều phạm giới sát cả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răng thứ nhất? Cấm không cho Phật tử giết người, sát vật. Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, tổ thầy, cha mẹ và phá hòa hợp tăng kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục a tỳ giết đồng loại bị quả báo hiện tại thân nhân người ta sẽ báo thù nếu không cũng bị pháp luật trừng trị cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian nhưng không qua luật nhân quả kiếp sau bị nạn nhân giết lại chưa hết Giết chết một mạng người Tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta Phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa Và phá vỡ những hoài bão công danh sự nghiệp Làm cho họ chết trong uất hận núi tiếc Quả báo đến với kẻ đó Đời sau chịu cảnh người thân phân ly Sự nghiệp đổ vỡ Chết trong đau thương, hối tiếc Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ Luân hồi thường mạng bệnh hoạn chết yểu nói đến oan trái của nghiệp sát thuở phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ lẻ không bao lâu có thai vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ hết sức chu đáo nên lòng ganh tị ghen tuôn nổi lên sanh tâm độc ác mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn làm cho cả mẹ lẫn con đều chết vì tha già tháng. Người chồng điều tra biết được oan tình, liền đánh đập vợ lớn cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dây. Sau khi chết, người vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chồn ta bắt ăn thịt, và sau đó ăn luôn cả gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi gà chết, sanh lại làm con beo chồng sanh lại làm con nai cái mỗi khi nai cái có con bèo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con kiếp thứ tư nai sanh làm hung thần còn beo sanh làm người con gái đến tuổi trưởng thành người con gái có chồng lúc sanh con hung thần đến bắt ăn thịt làm cho cô ta vô cùng đau khổ trải qua hai lần như vậy đến lần thứ ba người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại xanh sau khi sanh được một thời gian hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà đi đến gần kỳ viên tịnh xá bỗng nghe có tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bảo người vợ nhìn lên trời thấy hung thần đuổi bắt liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên cầu xin phật từ bi cứu mạng cho con mình khi đó hung thần cũng vừa đến nơi nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô phật bảo a nan đà ra gọi hung thần vào nhờ oai lực của phật nên thần tỏ ra dễ dạy trước mặt hai nạn nhân phật từ tốn khuyên bảo sao các người cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế oan trái biết bao giờ mới chấm dứt rồi phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong liền đọc kệ nếu lấy oán báo oán oán ấy mãi chất chồng nếu lấy đức báo oán oán ấy tự tiêu tan nghe bài kệ và lời khuyên của phật hùng thần và người phụ nữ quá giải hết oán thù đồng đứng lên đảnh lễ phật cầu xin quy y thọ trì ngũ giới Muốn quá giải oan trái sân hận mau lẹ Không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ Nhưng điều tốt lành cho người Phật bảo Người nào làm được như thế Sẽ quá giải hết oan trái hận thù Và sanh ra vô lượng công đức Mau thành Phật quả Kinh Pháp Cú Phật dạy Lời ác hay mắng chửi Kiêu mạng khinh miệt người gian tham và trộm cướp Đánh đập cùng giết hại ai làm hạnh nghiệp này thù oán sẽ theo đây lời ôn tồn hòa thuận tôn kính chẳng khinh ai biết đủ và bố thí tự bi đối mọi người mở trói buộc an nhẫn thù oán tự hết ngay khổng tử dạy lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan qua lời dạy của phật già thánh bảo ta phải hỉ xả những kẻ hại ta thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm những kẻ phụ ta chớ u sầu lưu luyến không nên để lòng hận thù che mờ lý trí sân hận âm thầm thiêu quệ mạng, lửa phiền ngùng ngục đốt tâm can. Sân si tạo nghiệp một đời, nghìn năm thọ khổ, muôn đời trầm luân. Đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng Phật tử. Vậy mà có mấy ai nghĩ ra, cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt. Đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắt. Muốn khắc phục quan niệm này ta phải dưỡng niềm tin nơi tam bảo, tình sâu lý nhân quả. Tự hỏi tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác, mà lại bắt nạt gieo khổ cho mình. Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Kinh Pháp Cú nói Không trói buộc nào bằng ái dục Không khổ nào bằng khổ ngủ ấm Không ác nào bằng ác sân hận Không vui nào bằng vui niết bàn Nên Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận Là tự ngăn thánh đạo Mất công đức lớn Đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện trong kinh hiền ngu sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể vua Ba Tư Nặc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sượng giống như da cốc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài vì sợ người ta biết, cho ông là người thất đức nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lòng cá chậu. Muốn đi đâu cũng không được, thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời, định đến nghe Pháp để tu hành, vẫn không được. Một hôm nghe tỳ nữ nói, Phật có ta minh lục thông, chúng sanh khẩn cầu ngài đều được cứu giúp. Công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa, lập bàn hương án, hướng về Linh Thứ Sơn, thành tâm đảnh lễ cầu xin Phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Động mối từ tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không, hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đánh lễ thưa rằng. Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này? Nhân đó Phật nói, Hồi thời quá khứ, có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí. Vì muốn cho con gái tạo phước, nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin, liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm không may cho cô con gái, phải vì bích chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lỡ loét. Cô ta nổi giận, sanh tâm khinh mạng, chê dị bích chi Phật là xấu xí, hôi tanh, nên nhòm gớm phiền trách sớt bát rồi sao ông không mau đi hồi quá chịu không nổi đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn cô đều khi dễ bị bán khạc nhổ nói đến đây phật bảo này kim cương người con gái thuở đó chính là tiền kiếp của con vì xem thường dị bích chi phật và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường Nên này được làm công chúa Để hưởng phước khi xưa con đã tạo Bạch Đức Thế Tôn Muốn chuyển quá thân hình xấu xí này Phải tu hạnh gì? Muốn quá giải nó Còn phải tu hạnh nhẫn nhục Trên kính dưới nhường Nói lời êm ái chân thiện Làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ Đó là nhân lành kết thành quả tốt Thân hình xinh đẹp ai thấy cũng mến. Sau khi nghe Phật dạy xong, Công chúa thành tâm sám hối, phát nguyện. Từ đây cho đến trọn đời, con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ, chiêm ngưỡng Đức Phật bảy lần. Tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. không nói ý ngữ ý ngữ là lời nói theo dệt thêm bớt chuyện người trao chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ làm việc sái quấy lợi dụng lòng tin của người để trục lợi tại sao Phật cấm nói lời ý ngữ vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác không có lợi ích nó chỉ đem đến những sự phiền phức khổ mình hại người gây thêm oan trái tổn giảm phước đức những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ lạc lòng đành bỏ mẹ cha đi vào con đường trụy lạc cũng vì lời nói dụ dỗ người có tính nóng nảy thiếu sáng suốt nghe ai nói chi cũng dội tin nên thường bị mất bạn thêm thù có người rất tận tụy trung thành nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sầm tấu của bọn nịnh thần Kẻ nói lời theo dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ dại khờ, thiếu đạo đức. Chớ người có trí tuệ không nghe theo họ. Hơn nữa, kẻ nói lời thêm bớt. Khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm tránh xa. Ngày đó, họ thất bại trên mọi lãnh vực bởi gây ác cảm với mọi người có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm mống ganh ghét đố kỵ nên lúc nào cũng thấy lỗi người để theo dệt lỗi mình không thấy, cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não bỏ vào nhà mình cho dơ bẩn, hồi thúi khổ sở mà không hay biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu, Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện lẽ thấp cao bào chữa, thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo thương nhau thương cả lối đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng không tà dâm tà dâm có nghĩa là nói đến sự dâm dục phi lễ phi pháp phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục vì nó là động cơ gây ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử kinh lăng nghiêm dạy lòng dục không trừ trần lao khó ra khỏi muốn thành tựu đạo quả bồ đề phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm còn phật tử tài gia phật chỉ cấm tà dâm nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe làm việc ích lợi cho đời cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ chồng con cháu người khác trong kinh bảo tích nói tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế như liếc mắt đưa tình ưa trang điểm thích bóng sắt nói năng hành động bất chánh khêu gợi lòng dục người khác đều đồng nghĩa với tà dâm phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa như chuyện gió tòng sát tổ, trụ vương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng vong Khổng tử nói, dàn ác dâm vi thủ, nghĩa là mua ngàn điều ác, dâm đứng đầu là vậy. Những ai đã từng nghe đài, xem báo, và nhìn chung quanh ta, có nhiều vụ thảm sát, băm chặt tình địch, đều do tà dâm. Không có oán thù nào bằng sự lừa dối, phụ rẫy tình cảm, đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra, là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, vế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó, nên đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhăng với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán thủ tiêu. Nếu không cũng bị nhiễm HIV khó mà tránh khỏi vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu Thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió phải bị quả cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh tự dỗ ngực khoe khoang cho ta đây có số đào hoa phong nhã được nhiều người yêu thương say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hưởng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này. Tương tư sầu não phải làm sao Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào Khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn Lúc say khi tỉnh vẫn tương tư Con đường Atula Phật dạy Nếu người nào tánh khí hung hăng Thích đấu tranh hơn thua Trong giờ phút lâm chung Đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao Nó lần lượt hiện ra hết qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau, là lối gian dội cả núi Tu Di. Tầm như thế nào, sanh vào cảnh giới như thế đó. Thích đấu tranh, đấm đá, thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy vô thường có nghĩa là không bền chắc từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không để quý phật tử hiểu thế nào là thân vô thường tâm vô thường hoàn cảnh vô thường chúng ta hãy cùng nhau quan sát suy nghiệm thì sẽ biết ngay muốn tránh khỏi quả báo khổ đau thì những điều gì mình không muốn cho ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh thân tử đại sinh thành tử hoại già bệnh đeo khổ ải quả không hòa hợp năm ấm lửa dòng chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm thế mới biết trần gian hư huyễn diệt lại sinh biến chuyển vô thường chúng sinh mê đắm chấp nương vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác Thân nghe theo tạo các tội khiên Xuống lên sinh tử triền miên Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang Người con Phật phải toan quán sát Đạo lý này bao quát đường tu Đó là thiền quán công phu Giấc mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh Thơ dịch Xét lại Thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, dạng vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Xưa Phật dạy đệ tử các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành Bát Chánh Đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh, tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm, lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi Kinh Đại Bác Niết Bàn Phật dạy Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý Thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin Thì dễ tăng trưởng tà kiến Cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi Mới là cội gốc tu hành Vùng gươm huệ các màn suy si ám rải mưa bi dập đám lửa phiền pháp thân nương bát nhã thuyền niết bàn giải thoát bình yên lên bờ tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tà giáo vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã bởi thế phật tử đã quy y phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ là đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu, nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc nếu ai tu tịnh độ thì thờ phật a di đà quan âm thế chí ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn phật nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp trên thờ phật kế ông bà dưới để đồ cúng kiến nên nhớ bàn thờ phật phải cho trang nghiêm không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông lư hương chân đèn chuông mỗi ngày cần lau quét cho sạch Phật tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người, kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó, để cho mấy em bé bức xé. Thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, Người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay nhờ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Phật tử quy y tăng không quy y thầy tà bạn ác vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa là Phật tử đã quy y tam bảo rồi mà không dân lời Phật dạy là đã biến mình thành kẻ tà đạo tà đạo không có nghĩa là đạo khác mà những ai không nghe lời Phật dạy thờ cúng phi pháp lại tin bướng nghe càng làm điều trái ngược Phật nói người đó là tà đạo Mê tính không đem đến cho ta lợi ích gì cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang lại bị người trí chê cười. Nói đến nhân quả, Phật dạy rằng ai muốn biết nhân xưa hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây muốn biết quả báo sau này xem điều tội phước ta nay đang làm nếu như ai không tin ra oai hung dữ làm cho người xung quanh ngán sợ kết quả chỉ thêm thù kết oán mọi người kinh tởm xa lánh đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu, mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi. Ngược lại, nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói, nguy hiểm nhất là chỗ đông người. Chúng ta sẽ bị thất bại ngay, không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán. Cách hóa giải những cuộc xung đột, các nhà tâm lý học nói, nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn, điều cấm kỵ nhất là ta không được nói lỗi bên nào, mà chỉ nên nói những tai hại của nó, như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người, thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây. Tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú không thể hại được. Thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng vô tư. Đó gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. theo kinh thập thiện nghiệp phật dạy người không nói lời thô ác thời thành tựu được tám món tịnh nghiệp một lời nói không trái pháp độ hai lời nói có ích lợi ba lời nói quyết hợp lý bốn lời nói thừa lãnh được năm lời nói được tín dụng sáu lời nói đẹp đẽ Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi, và chửi mắng ông bà cha mẹ, anh chị em và bà con lối xóm. Trong khế kinh Phật nói, Hạng người như thế, trái đạo từ bi, dèo giống địa ngục, chết xuống âm phủ, bị quỷ sứ cắt lưỡi ra, rồi bắt ăn lại. Trong miệng dòi tửa, máu mũ tuôn trào. Tiếp theo, thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét, khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thúi, mồi sức răng mẻ, câm ngọng, liếu lo. Phật dạy, thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Thang ôi, lời nói thô ác bắt tội đến thế người học đạo hả chẳng ngăn ngừa lắm sao cổ đức kệ rằng tội ác hậu thứ sáu bày biện tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến luân thường thảo hiếu Hâm đánh giết những người hèn yếu hiếp sớm chòm cô bác chẳng kiên trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thánh chẳng kiên nể phật trời thượng cảnh cõi long cung mời thỉnh tối ngày đời u ám tội trạng lắm thay khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ gương tổ phụ còn soi lại đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rồng rặc những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa dứt ách mang tay ách lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ tích thiện thì thường phước có dư bằng tích ác quả ương đeo bám Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng Thổ Phật còn tài thế, một hôm Ngài cho gọi Chư tỳ Kheo đến hỏi rằng Mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được một trăm năm Vị thứ hai nói, sống được bảy mươi năm Còn vị thứ ba bảo, dài tháng, dài ngày, dân dân Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ôi, tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường, dạng sự hưu. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại nhắm mắt rồi cũng nắm tay không bất luận hàng vương giả hay thứ dân giàu nghèo sang hèn ai ai rồi cũng phải chết thân này nào có ra chi của kia lại có chắc gì mà ham hay là sau đường ân ái hai tay trắng cuối lớp ân tình nắm mộ xanh Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi danh vật cấu xé lẫn nhau, ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng cho dù có kho vàng núi bạc, lọc cả quyền cao, gắt tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đang tâm sát phạt, tranh giành. chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu Có người làm giường tên là Cửu Tứ Lục Một hôm y thấy tổ kiến vàng Liền đi vào nhà bếp Xách ra một xô nước nóng đang sôi sùng sục Đổ ngay xuống ổ kiến Hỡi ơi! Kiến chết vô số Tứ Lục thấy thế cười kha kha tỏ ra đắc ý Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ thay, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc dài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có ham sống sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. nói đến sự lo nghĩ về tham dục thuở phật còn tài thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian vị thứ nhất nói vào mùa xuân cỏ cây xanh tốt hoa tươi khoe sắc nếu đi vào chơi thì thật là vui vị thứ hai nói bà con hội họp chén tả kén thù nghe âm nhạc thưởng thức múa ca đó mới là vui nhất vị thứ ba nói tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy. Khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói, Vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dốc, son phấn ngát hương, mặt tình vui chơi, đây mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong rủi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo Những điều mà các ông bàn luận Toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong Không phải là pháp an vui Các ông phải suy xét Dạng vật, xuân thì tươi tốt Sang thu thì tàn tạ Bà con xuân dày vui vẻ Rồi phải chịu cảnh chia ly Tài sản xe ngựa là của năm nhà Thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa giàu thân. Những nỗi lo sợ giấy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy thì tự nhiên đạt đến niết bàn đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ Hàm vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ Nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này Lấy làm hổ thẹn ăn năn sám hối Tầm chật khai ngộ, dòng tưởng chấm dứt, tham dục không còn Chứng đắc đào quả, a-la-hán à Kinh Pháp Cú Con người sinh ra trong thế gian Bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn chết sớm Biết bao thống khổ không thể kể xiết Như thế là do ba nghiệp gây ra Nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau Trong ba đường dữ Bồ đề lão tổ từng dạy Làm nghề lột da rất lạnh đơn phương làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình hành hung làm dữ tai quả không chừng thấy của gian tham quả báo bần cùng cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường nhờ người gạt người chịu đời thất thế gian công lường của chịu đời lầm lạc khoe tốt lừa người mắc mưa mất của tranh danh đoạt lợi người lìa của tan tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan giữ của lòng tham chuyển làm kiếp chó chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa dùng sức loài vật chuyển kiếp lao xuyển thấy sắc cố dâm vợ con phản loạn thọ thay chồng bỏ con nghịch giới cha tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu thọ thai làm ác, liên lụy đến con. Quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn uống nóng quá, thận suy khô kém, kinh thánh thị thần, cầu nguyên vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyển thình lình, ngọng liệu liếu lo, phần dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình vô gian bạc phận chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ thấy hư chê cười khó nổi lập thân chê người rất lành chuyển kiếp cơ hàng đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu được sang chê hèn đáo đầu bần tiện chê người cực khổ chuyển phú quá bần người giàu phụ khó giữ của không bền kiều cách khi người chịu kiếp vô duyên được mạnh chê yếu chịu đời suy nhược tánh hay kiêu căng tạo lập không thành thị chúng kiếp cô quả sanh nan giải là ré nạt nộ hào hơi phổi yếu dỗ ngực xưng hô phổi động sanh ung hủy hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặt hủy hoại tiền của gia cảnh bần hàng ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không gìn giữ, thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sanh con không dạy, hỏa hoạn trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bồi ơn bạc nghĩa, sanh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si giả oan hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, quả sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, hoang đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí mắng gió chửi mưa ngay cuồng đền tội được hôn chê khờ lãng tâm mất trí truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời phá cầu đào lộ oan gia nghiệp chướng rào đường lấp ngõ lo việc không thành bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh nghe trên không trợ cầu phước không thành thờ phật lấy danh vì tai lai vãng biết mà không nói chịu đời lầm lạc chỉ đường lạc nẻo nhãn mục vô quan thuốc hay không cứu có bệnh oan gia lương y giả trị quả báo ba đời binh người đặng thế chuyện kiếp thất thế thấy đánh không can lâm nạn cô thế trước thân sao phản vô duyên bất tính tự gian làm loạn, tai quả thình lình. Gần người hung dữ, lây quả liên can. Tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật độc phong, tỳ vị sanh trùng. Không nói ác khẩu Ác khẩu là nói lời hỗn ẩu, cọc cằn thô lỗ, chửi rủa mắng nhiếc nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu bò, heo chó, hoặc hâm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn tuổi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm từ ái một chút, liền phiền giận không nguôi, Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, hủy nhục làm chi cho thêm thù vướng oán? Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, Lời nói chẳng lành, nhá họa liên thanh, nói không độ lời, thường sanh tai biến. Hay là, quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, thân khẩu hại sát phàm, nói bậy bạ, mang quả giàu thân như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tại chúa Nguyễn, Ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân ít nước lợi nhà, khi nói phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình với nhau vì có kẻ khác hơn mình, nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại Thêm sa cơ lại bị xích xiềng tu tội tử hình Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng Không suy xét đo lường hậu quả của nó Hãy lấy đó mà suy Ở đời tôi thấy có nhiều người Lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình Nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta Nếu là người hiền thì nhịn Gặp kẻ giữ họ đánh nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình. Có nhiều khi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ, đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động, Kết quả đôi bên đều bị tổn hại Khi đó ăn năn đã quá muộn màng Người xưa từng khuyên Chim khôn hót tiếng rảnh rang Người không nói tiếng dịu dàng dễ nghe Hay là Bằng như lời ấy thốt ra Làm buồn kẻ khác Thì ta xin đừng Quý vị nên biết Lời nói giống như ly nước đổ rồi Hốt lại sau đầy cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được một lời nói quấy cho dù sau này có xin lỗi người ta dễ tha thứ cho nhau nhưng khó quên đi dĩ vãng mỗi khi buồn họ nhớ lại hết cũng một lời nói phước đức vô lượng đồng thời cũng một lời nói mang tội vô số nhất là những ai giàu sang chớ có cậy thế ỷ quyền hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt chẳng chút xót thương hãy xem qua bài kệ nhân quả sau đây bắt tôi tớ nặng nề công việc nhưng lương tiền keo kiệt không cho có lỗi lầm chửi mắng um sùm thêm đánh đập khác nào con vật mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ kế tiếp sau làm tớ bị đòn chết rồi nhân nghiệp vẫn còn mạnh thời nở trước yếu tồn lại sau Lão Tổ cũng nói Hành hạ tôi tớ con cháu suy đồi Đánh đập chửi người Thường sanh tai biến Tóm lại trong kinh chánh niệm xứ nói Người nào chẳng nói lời hai lưỡi Thì không có chuyện rắc rối Từ trong gia đình, dòng họ Cho đến bà con lối xóm, bạn bè Kẻ xa người gần đều kính mến Người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế Dù gặp chuyện khó khăn thế nào Vẫn dàn xếp được dễ dàng Lại hưởng được phước lành Thân tâm an lạc Quyến thuộc trên thuận dưới quà Lòng tin kiên cố không ai phá hoại được Lại chẳng xa đường dữ Đời đời sanh ra được gặp thầy lành bạn tốt Tận tình giúp đỡ Tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu Cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện phật dạy nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi thời thành tựu năm pháp không thể phá hoại một được thân bất hoại không ai hại được hai được bà con bất hoại không ai hại được ba được lòng tin bất hoại bốn được pháp hành bất hoại chỗ tu hành kiên cố năm được thiện trí thức bất hoại không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài chăm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo, Phật dạy. Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người. Chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục xanh là ác điểu. Người nghe thấy tiếng kêu ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại khổ não triền miên. Thằng ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tinh tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức than rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí, người choảng nhau tại mình gia vị mà cũng không hưởng được lợi danh sao rõ ra chúng lại ghét ganh chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa sở dĩ con người ta bị tai ách quặn nạn và gây tạo ác nghiệp là vì quá đam mê dục lạc con người thường gây đau khổ cho nhau tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dù sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau ở thế gian tham nhiều chừng nào là từ chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Tham làm ích kỷ là bỡn nhơ che mất ánh sáng trí tuệ, nhẫn ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh chiến tranh bùng nổ khắp nơi trong kinh a hàm phật dạy ngày maha nam sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục lấy dục làm gốc nên xảy ra cảnh ông bà cha mẹ con cháu anh chị em dòng họ đều xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau ngoài xã hội dân chúng vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành hạ đủ cách, thật là giả man mất hết nhân tính, giống như hung thần ác quỷ khổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp, tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự, quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em. Còn cháu chồng họ Dễ xảy ra xung đột Làm mất hết tình nghĩa Điều đó chúng ta phải thận trọng Nếu như họ không hoan hỷ giúp Thì chớ có xin một cách quá đáng Có nhiều người được bà con Hay bạn bè cho tiền của Họ lấy đó làm vui Thích xin hoài Nhưng quý vị nên nhớ Trong Kinh Phật dạy Người trí thà để người ta thiếu nợ mình chớ có thiếu nợ người kiếp sau phải trả gấp nhiều lần trong lương hoàng sám nói oán thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc mới xem qua lấy làm lạ nhưng suy nghĩ kỹ thời thấy khi sống chung lâu ngày lắm lúc vô tình hoặc cố đụng chạm xúc não lẫn nhau có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ anh em dành của cha con trở mặt chồng vợ ly hôn Ông bà cha mẹ thường trách con cháu Hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ Cho đến anh chị em dòng họ Hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin Càng xin càng lấy làm không đủ Xin mãi người ta không cho Trở lại ông lòng oán hận Tìm cách trả thù kết oán Đời đời không thôi Thế mới biết Oán thù ba đời không ai xa lạ đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên, Xin nhiều người ghét kẻ phiền, Xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay, Vậy nên ta chớ xin ai, Đặng cho an lạc, khoan thai nhẹ nhàng. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm Có một cô Phật tử đến tịnh xá Vừa lại Phật vừa khóc nức nở Thầy tôi đến hỏi Cô ơi Tại sao cô khóc như thế Thưa sư Chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá Muốn tự tử chết khuất cho rồi Cô ơi Cô có con cái gì không và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chưa lại cho cô đồng nào không? Còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô Và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi Cái nào quý hơn Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bà còn lại Quý hơn Chồng con và 10 triệu kia Làm sao mà bằng được Cô thấy không Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử, tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, còn làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích. Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ trong kinh di giáo Phật dạy trì túc thường lạc Nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui Xưa kia Đức Phật còn trụ thế Đời sống của Ngài rất đơn giản tam y nhất bác Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực Thường sống ở núi rừng Không bận tâm đến sự ăn mặc Chỗ ở, ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong luận Bảo Dương Tam Muội nói lấy sự tác nghịch làm sự tác thành chính cái khổ đau cùng cực đó đã cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường dạng vật đều giả tạm phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường ngài làm bài thơ thân như bóng chết chiều tà cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời xá chi suy thịnh diệt đời thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành ngài nói thân này giống như điện như bóng có rồi không cây cối mùa xuân thì tươi tốt xuân xuê đến mùa thu thì héo tàn mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi ngài không có vui buồn kinh sợ việc thịnh suy đối với ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ nắng lên là tan hết thần như lằn chớp sẽ qua rồi mất do thấy như vậy nên ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống trong kinh pháp cú phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung nếu giây phút buông lung tức thời liền sa đọa phòng hậu tâm như thế nào chúng ta xem qua mỗi chuyện sau đây thổ phật còn sanh tiền có một nhà sư Pô la là giáo thọ sư lão thông tâm tạng kinh điển có điều là chưa chứng quả mỗi lần sư đến viếng phật thế tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp ba mươi vị A-la-hớn, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả pô Thi La đến đánh lễ vị thủ tòa, xin ngài quan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười. Làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia ngài là vị giáo thọ, Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa Cũng bị từ chối Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hớn nhỏ tuổi nhất Mới lên bảy Giàn này một cách khẩn thiết Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó Khi tuổi tác và sở học của tôi Kém ngài rất xa E rằng ngài có tin nổi hay không Bạch Đại Đức Lòng còn tha thiết khẩn cầu Mong ngài từ bi chỉ giáo A-la-hớn trẻ tuổi Ông Tồn Bảo này tôn giả lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không thưa biết ạ à. ồ tốt lắm giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế có sáu cửa cửa nào cũng hé ra hết thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy có phải thấy không nào thưa dân nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết có phải vậy không? Thưa, đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú giấy ấy cho kỹ, ta phải đóng kín năm cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bài giấy. Ta sẽ thấy rõ, để nào là giấy thang, giấy lửa, giấy cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của cái hộp giấy chỉ cho sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng, chẳng khác nào bài giấy kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những dòng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy bỏ loại trừ. Bà Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Pothila từ giả ba mươi vị a la hớn tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gợi đến một bài kệ. Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu Tôn giả Pothila đắc quả A-la-hán nhiếp phục lục căng hiền nhân có kệ sắc chi cũng không chinh được mắt mắt tự do ngắm vật trong ngoài đẹp không vọng niệm mê say xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm tiếng chi cũng không làm tai mến tai tự do nghe tiếng dở hay dở không buồn ghét nơi tai hay không buộc phải chuyển lay trong lòng mùi chi cũng chẳng lung được mũi mũi tự do để ngửi các mùi thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do ném thử các vị, ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cỏ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng, lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm vật chi cũng không làm động ý ý tự do xử trí vật danh giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh có không cũng chẳng khiến tình chấp nê cảnh không thể làm mê tâm trí trí tự do tự trị lấy mình trong sanh tử dược tử sanh Tùy mang xác tục mà tình thần tiên đoạn này rất diệu huyền vô tận người hạ ngoan nếu đặng dịp nghe sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác, theo bề thiện lương. Trong kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. Một, Tự mình là thiện tri thức, thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải người xưa bảo gần mực thì đen gần đèn thì sáng thật vậy gần người ác tâm mình trở nên hung ác thí dụ như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãn mỗi khi họ nói ra là chửi thầy in ỏi nói trên đầu trên cổ nếu nhịn hoài cảm thấy thua lỗ nên chửi lại cho về ngày lúc đó mình đã quá ra người hung dữ hơn nữa gần người ác tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ và dẫn dắt ta đi vào con đường xa đọa tội lỗi ngoại trừ bậc thượng căn đại trí gần người ác mới không bị ô nhiễm còn gần người thiện lành học hỏi được những điều hay lẽ phải và nhờ đức tánh thiện lành từ tốn của họ làm cho tâm mình được an lạc gần người thiện thì giống như vào nhà qua thơm cỏ lạ lòng ngày thân mình cũng thơm như vậy gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương lâu ngày mình cũng quá ra hôi như vậy chớ thân với bạn ác chớ thân kẻ tiểu nhân hãy thân người bạn lành hãy thân bậc thượng nhân kinh pháp cú những nỗi khổ về sanh khi còn nằm trong bụng mẹ thai Nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai Nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép, khó bề cửa quậy. Lúc xanh, thân còn đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng, chạm phải những vật bên ngoài, đau như là dao cắt. Quảng hốt, thất thanh khóc vang thuở phật còn tài thế một hôm tôn giả một kiện liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ khi đó có một con quỷ đến hỏi thưa tôn giả do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở thế này ngài một liên đáp Tại vì những đời trước người gian dâm vô đạo Lấy vợ giật chồng phá hoại trinh tiết con cháu nhà người Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế Trích Kinh Tạp Tạng Tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai Nạo thai phạm tội giết người Chắc chắn bị đọa địa ngục Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo rằng nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai người này hiện đời mắc báo bệnh nặng mạng sống ngắn ngủi sau khi chết sa đọa địa ngục a tỳ chịu nhiều khổ não chẳng những người uống thuốc phá thai cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa kinh tập tạng chép bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài một kiện liên rằng thân hình tôi như một khối thịt không có tay chân mắt mũi lưỡi thân thường bị trùng rút chim mổ cắn rứt mà ăn đau đớn vô cùng không thể chịu nổi vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy ngài một liên đáp đời trước người cho người ta uống thuốc độc phá thai khiến cho chúng sanh mạng sống không còn vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt và phải thận trọng từng ý nghĩ, hành vi bất tránh mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng, ngồi nằm, nói cười phải đúng chỗ hợp thời. giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi mà còn phải giữ cho người khác nữa. có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lá lơi khiêu gợi lòng dục của người khác. Nền xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình hại người. Trong lương hoàng sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh, xuông xả cho thế là hơn, đời sau xanh vào nước lõa thể. Ý nghĩa và giá trị của mười nghiệp lành Một, không sát sanh. Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh, tự mình giết, suối người giết, thấy người giết vui theo, đều phạm giới sát cả. Tại sao Đức Phật đưa ra điều răng thứ nhất, cấm không cho Phật tử giết người, sát vật, vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết. Trong các tội ác, tội lớn nhất là làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán ổ thầy cha mẹ và phá hòa hợp tăng kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục a tỳ giết đồng loại bị quả báo hiện tại thân nhân người ta sẽ báo thù nếu không cũng bị pháp luật trừng trị cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian nhưng không qua luật nhân quả kiếp sau bị nạn nhân giết lại chưa hết Giết chết một mạng người Tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta Phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa Và phá vỡ những hoài bão công danh sự nghiệp Làm cho họ chết trong uất hận núi tiếc Quả báo đến với kẻ đó Đời sau chịu cảnh người thân phân ly Sự nghiệp đổ vỡ Chết trong đau thương, hối tiếc Giết thú, bị tổn giảm tuổi thọ Luân hồi thường mạng bệnh hoạn chết yểu nói đến oan trái của nghiệp sát thuở phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ lẽ. không bao lâu có thai vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ hết sức chu đáo nên lòng ganh tị ghen tuông nổi lên sanh tâm độc ác mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn làm cho cả mẹ lẫn con đều chết vì thai già tháng người chồng điều tra biết được oan tình liền đánh đập vợ lớn cho đến chết luân hồi nhân quả trả dây sau khi chết người vợ nhỏ sanh làm con chồn vợ lớn sanh làm con gà mái mỗi khi gà có con chôn ta bắt ăn thịt và sau đó ăn luôn cả gà mẹ kiếp thứ ba sau khi gà chết sanh lại làm con beo chồng sanh lại làm con nai cái. Mỗi khi nai cái có con, bèo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng. Lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như vậy, đến lần thứ ba người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi đến gần kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe có tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bảo. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô Phật bảo A Nan Đà ra gọi hung thần vào nhờ oai lực của Phật nên thần tỏ ra dễ dạy trước mặt hai nạn nhân Phật từ tốn khuyên bảo sao các người cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế toàn trái biết bao giờ mới chấm dứt rồi Phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong liền đọc kệ nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan. Nghe bài kệ và lời khuyên của Phật, hùng thần và người phụ nữ quá giải hết oán thù. Đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Muốn hóa giải oan trái sân hận mau lẹ Không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ Nhưng điều tốt lành cho người Phật bảo Người nào làm được như thế Sẽ quá giải hết oan trái hận thù Và sanh ra vô lượng công đức Mau thành Phật quả Kinh Pháp Cú Phật dạy Lời ác hay mắng chửi Kiêu mạn khinh miệt người gian tham và trộm cướp Đánh đập cùng giết hại ai làm hạnh nghiệp này thù oán sẽ theo đây lời ôn tồn hòa thuận tôn kính chẳng khinh ai biết đủ và bố thí từ bi đối mọi người mở trói buộc an nhẫn thù oán tự hết ngay khổng tử dạy lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan qua lời dạy của phật già thánh bảo ta phải hỉ xả những kẻ hại ta thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm những kẻ phụ ta chớ u sầu lưu luyến không nên để lòng hận thù che mờ lý trí sân hận âm thầm thiêu quệ mạng lửa phiền ngùng ngục đốt tâm can sân si tạo nghiệp một đời nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng phật tử vậy mà có mấy ai nghĩ ra cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắt muốn khắc phục quan niệm này ta phải giữ niềm tin nơi tam bảo, tình sâu lý nhân quả. Tự hỏi tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác, mà lại bắt nạt gieo khổ cho mình. Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Kinh Pháp Cú nói Không tới buộc nào bằng ái dục Không khổ nào bằng khổ ngủ ấm Không ác nào bằng ác sân hận Không vui nào bằng vui niết bàn Nên Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận Là tự ngăn thánh đạo Mất công đức lớn Đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện trong kinh hiền ngu sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể vua Ba Tư Nặc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sượng giống như da cốc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài vì sợ người ta biết, cho ông là người thất đức nên mới có con như thế công chúa kim cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lòng cá chậu muốn đi đầu cũng không được thậm chí nghe nói đức phật ra đời định đến nghe pháp để tu hành vẫn không được một hôm nghe tỳ nữ nói phật có tam minh lục thông chúng sanh khẩn cầu ngài đều được cứu giúp công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa lập bàn hương án hướng về linh thứ sơn thành tâm đảnh lễ cầu sinh phật từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành quá giải ác nghiệp. Động mối từ tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không, hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đánh lễ thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này? Nhân đó Phật nói: Hồi thời quá khứ, có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí. Vì muốn cho con gái tạo phước, nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin, liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm không may cho cô con gái, phải vì bích chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lỡ loét Cô ta nổi giận, sanh tâm khinh mạng, chê dị bích chi Phật là xấu xí, hôi tanh, nên nhầm gớm phiền trách. Sớt bát rồi sao ông không mau đi Hồi quá chịu không nổi Đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn Cô đều khi dễ bị bán khạc nhổ Nói đến đây Phật bảo Này Kim Cương Người con gái thuở đó Chính là tiền kiếp của con Vì xem thường dị bích chi Phật Và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn Mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường Nên này được làm công chúa Để hưởng phước khi xưa con đã tạo Bạch Đức Thế Tôn Muốn chuyển quá thân hình xấu xí này Phải tu hạnh gì? Muốn quá giải nó Còn phải tu hạnh nhẫn nhục Trên kính dưới nhường Nói lời êm ái chân thiện Làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ Đó là nhân lành kết thành quả tốt Thân hình xinh đẹp ai thấy cũng mến. Sau khi nghe Phật dạy xong, công chúa thành tâm sám hối, phát nguyện. Từ đây cho đến trọn đời, con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ, chiêm ngưỡng Đức Phật bảy lần, tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. không nói ý ngữ ý ngữ là lời nói theo dệt thêm bớt chuyện người trao chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ làm việc sái quấy lợi dụng lòng tin của người để trục lợi tại sao phật cấm nói lời ý ngữ vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác không có lợi ích nó chỉ đem đến những sự phiền phức khổ mình hại người gây thêm oan trái tổn giảm phước đức những nam nữ dị thành niên nhẹ dạ lạc lòng đành bỏ mẹ cha đi vào con đường trụy lạc cũng vì lời nói dụ dỗ người có tính nóng nảy thiếu sáng suốt nghe ai nói chi cũng dội tin nên thường bị mất bạn thêm thù có người rất tận tụy trung thành nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sầm tấu của bọn nịnh thần Kẻ nói lời theo dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ dại khờ, thiếu đạo đức. Chớ người có trí tuệ không nghe theo họ. Hơn nữa, kẻ nói lời thêm bớt. Khi người ta biết được, ai cũng kinh tởm tránh xa. Ngày đó, họ thất bại trên mọi lãnh vực bởi gây ác cảm với mọi người có khi đưa đến mất mạng. Bởi tích chứa những mầm móng ganh ghét đố kỵ nên lúc nào cũng thấy lỗi người để theo dệt lỗi mình không thấy cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não bỏ vào nhà mình cho dơ bẩn hồi thúi khổ sở mà không hay biết lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu nên ca dao có câu ghét người thời kiếm chuyện dệt theo thương diện lẽ thấp cao bào chữa thương nhau trái ấu cũng tròn ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo thương nhau thương cả lối đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng không tà dâm tà dâm có nghĩa là nói đến sự dâm dục phi lễ phi pháp phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục vì nó là động cơ gây ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử kinh lăng nghiêm dạy lòng dục không trừ trần lao khó ra khỏi muốn thành tựu đạo quả bồ đề phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm còn phật tử tài gia phật chỉ cấm tà dâm nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe làm việc ích lợi cho đời cấm lén lút lan chạ ngoại tình với vợ chồng con cháu người khác trong kinh bạo tích nói tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế như liếc mắt đưa tình ưa trang điểm thích bóng sắc nói năng hành động bất chánh khêu gợi lòng dục người khác đều đồng nghĩa với tà dâm phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người. Quý vị cũng từng biết, từ xưa đến nay, ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm. Nó có sức mạnh suối dục con người phạm biết bao tội ác, gieo nhiều thảm họa như chuyện gió tòng sát tổ, trụ vương đam mê đắc kỷ, giết hại trung thần, làm cho nước mất mạng dông Khổng tử nói Giàn ác dâm vi thủ Nghĩa là mua ngàn điều ác Dâm đứng đầu là vậy Những ai đã từng nghe đài xem báo Và nhìn chung quanh ta Có nhiều vụ thảm sát Băm chặt tình địch Đều do tà dâm Không có oán thù nào Bằng sự lừa dối Phụ rẫy tình cảm Đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, vế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lằn nhằn với những cuộc tình đầy lãng mạn. Bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạp axit, thanh toán thủ tiêu nếu không cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tay. Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh, tự dỗ ngực khoe khoang, cho ta đây có số đào hoa phong nhã được nhiều người yêu thương say mê đắm đuối. Họ lấy đó làm đắc ý, hí hưởng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác, làm cho người ta phải thức tình ôm hận, có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm. Để nói lên nỗi khổ của người tương tư, có một nhà thơ diễn tả như thế này. Tương tư sầu não phải làm sao Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào Khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn Lúc say khi tỉnh vẫn tương tư Con đường Atula Phật dạy Nếu người nào tánh khí hung hăng Thích đấu tranh hơn thua Trong giờ phút lâm chung Đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao Nó lần lượt hiện ra hết qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hằng ngày đánh lộn với nhau, là lối gian dội cả núi Tu Di. Tầm như thế nào, sanh vào cảnh giới như thế đó. Thích đấu tranh, đấm đá, thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. Vô thường là thế nào? Quý Phật tử hãy tư duy lời Phật dạy vô thường có nghĩa là không bền chắc từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không để quý phật tử hiểu thế nào là thân vô thường tâm vô thường hoàn cảnh vô thường chúng ta hãy cùng nhau quan sát suy nghiệm thì sẽ biết ngay muốn tránh khỏi quả báo khổ đau thì những điều gì mình không muốn chớ ban cho người khác hằng nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào cần phải tinh tấn tu hành và thường ban trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai tóm lại mắt nhìn không nhiễm sắc tai không nhiễm tiếng mũi không nhiễm hương lưỡi không nhiễm vị thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh thân tử đại sinh thành tử hoại Và bệnh đeo khổ ải quả không hòa hợp năm ấm lửa dòng chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm thế mới biết trần gian hư huyễn diệt lại sinh biến chuyển vô thường chúng sinh mê đắm chấp nương vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, Thân nghe theo tạo các tội khiên, Xuống lên sinh tử triền miên, Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, Đạo lý này bao quát đường tu, Đó là thiền quán công phu, Giấc mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh. Thơ dịch Xét lại Thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, dạng vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Xưa Phật dạy đệ tử các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi kinh đại bác niết bàn phật dạy người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến cho nên lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành vùng gươm huệ cắt màn suy si ám rải mưa bi dập đám lửa phiền phát thân nương bát nhã thuyền niết bàn giải thoát bình yên lên bờ tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tà giáo vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã bởi thế phật tử đã quy y phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càng, thờ cúng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ là đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu, nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ, bàn thờ Phật phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch. Phật tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó, để cho mấy em bé bức xé. Thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, Người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay nhờ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Phật tử quy y tăng không quy y thầy tà bạn ác vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa là phật tử đã quy y tam bảo rồi mà không dân lời phật dạy là đã biến mình thành kẻ tà đạo tà đạo không có nghĩa là đạo khác mà những ai không nghe lời phật dạy thờ cúng phi pháp lại tin bướng nghe càng làm điều trái ngược phật nói người đó là tà đạo Mê tính không đem đến cho ta lợi ích gì cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang lại bị người trí chê cười. Nói đến nhân quả, Phật dạy rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng, thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình. Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả man và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền, không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó Như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau Thì làm cho cả hai đều khổ Và làm khổ luôn cho con cháu Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau Bồ đề lão tổ nói Hủy hoại vợ chồng Kiếp sau lẽ bạn Có nhiều người Thấy ai đó đang tranh cãi Họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên Chẳng giải quyết được gì Mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây tu tâm từ người nào tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế thân tâm an lạc người đời kính mến chư thiên gia hộ tà ma ngoại đạo độc trùng ác thú không thể hại được thức ngủ yên vui diệt trừ oán nghiệp oán thù tự giải Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng vô tư. Đó gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. theo kinh thập thiện nghiệp phật dạy người không nói lời thô ác thời thành tựu được tám món tịnh nghiệp một lời nói không trái pháp độ hai lời nói có ích lợi ba lời nói quyết hợp lý bốn lời nói thừa lãnh được năm lời nói được tín dụng sáu lời nói đẹp đẽ bảy lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi, và chửi mắng ông bà cha mẹ, anh chị em và bà con lối xóm. Trong khế kinh Phật nói, Hạng người như thế, trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra, rồi bắt ăn lại. Trong miệng dòi tửa, máu mũ tuôn trào. Tiếp theo, thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thúi, mồi sức răng mẻ, câm ngọng, liếu lo. Phật dạy, thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục. Ác báo khó hết. Thang ôi, Lời nói thô ác bắt tội đến thế Người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao Cổ đức kệ rằng Tội ác khẩu thứ sáu bày biện Tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng Chẳng kể đến luân thường thảo hiếu Hâm đánh giết những người hèn yếu Hiếp sớm chòm cô bác chẳng kiêng trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thánh chẳng kiên nể phật trời thượng cảnh cõi long cung mời thỉnh tối ngày đời u ám tội trạng lắm thay khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ gương tổ phụ còn soi lại đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rồng rặc những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa dứt ắt mang tay ách lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ tích thiện thì thường phước có dư bằng tích ác quả ương đeo bám Nói đến cái chết, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương kể rằng Thổ Phật còn tài thế, một hôm Ngài cho gọi Chư tỳ Kheo đến hỏi rằng Mạng người sống được bao lâu? Vị thứ nhất thưa rằng, mạng người sống được một trăm năm Vị thứ hai nói, sống được bảy mươi năm Còn vị thứ ba bảo, dài tháng, dài ngày, dân dân Sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ôi, tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường, dạng sự hưu. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt nào của cải vợ con tài vật đều bỏ lại nhắm mắt rồi cũng nắm tay không bất luận hàng vương giả hay thứ dân giàu nghèo sang hèn ai ai rồi cũng phải chết thân này nào có ra chi của kia lại có chắc gì mà ham hay là sau đường ân ái hai tay trắng cuối lớp ân tình nắm mộ xanh vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ nên họ cứ mãi danh vật cấu xé lẫn nhau ai cũng tham giàu sang quyền tước nhưng cho dù có kho vàng núi bạc lọc cả quyền cao gác tía lầu son ngọc ngà châu báu tất cả đều bị định luật vô thường đào thải có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đan tâm sát phạt tranh giành chung quy rồi cũng trở về với cát bụi Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu Có người làm giường tên là Cửu Tứ Lục Một hôm y thấy tổ kiến vàng Liền đi vào nhà bếp Xách ra một xô nước nóng đang sôi sùng sục Đổ ngay xuống ổ kiến Hỡi ơi Kiến chết vô số Tứ Lục thấy thế Cười kha kha tỏ ra đắc ý Tháng 8 năm sau Y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ thay, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc dài ngày rồi ngắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ, nhưng cũng có ham sống sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. nói đến sự lo nghĩ về tham dục thổ phật còn tài thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian vị thứ nhất nói vào mùa xuân cỏ cây xanh tốt hoa tươi khoe sắc nếu đi vào chơi thì thật là vui vị thứ hai nói bà con hội họp chén tạ chén thù nghe âm nhạc thưởng thức múa ca đó mới là vui nhất vị thứ ba nói tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy. Khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói, Vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dốc, son phấn ngát hương, mặt tình vui chơi, đầy mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong rủi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo Những điều mà các ông bàn luận Toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong Không phải là pháp an vui Các ông phải suy xét Dạng vật, xuân thì tươi tốt Sang thu thì tàn tạ Bà con xuân dày vui vẻ Rồi phải chịu cảnh chia ly Tài sản xe ngựa là của năm nhà Thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa giàu thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy thì tự nhiên đạt đến niết bàn đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, Hàm vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này, lấy làm hổ thẹn ăn năn sám hối, tầm chật khai ngộ, dòng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đào quả, a-la-hán. À Kinh Pháp Cú Con người sinh ra trong thế gian Bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn chết sớm Biết bao thống khổ không thể kể xiết Như thế là do ba nghiệp gây ra Nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau Trong ba đường dữ Bồ Đề Lão Tổ từng dạy Làm nghề lột da trách lạnh đơn phung làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình hành hung làm dữ tai quả không chừng thấy của gian tham quả báo bần cùng cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường nhờ người gạt người chịu đời thất thế gian công lường của chịu đời lầm lạc khoe tốt lừa người mắc mưa mất của tranh danh đoạt lợi người lìa của tan tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan giữa của lòng tham chuyển làm kiếp chó chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa dùng sức loài vật chuyển kiếp lao xuyển thấy sắc cố dâm vợ con phản loạn thọ thay chồng bỏ con nghịch giới cha tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu thọ thai làm ác, liên lụy đến con. Quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thần kém sanh lao, ăn uống nóng quá, thận suy khô kém, kinh thánh thị thần, cầu nguyên vô linh. Khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình. Đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phần dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường khinh bỉ nhân tình vô gian bạc phận chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ thấy hư chê cười khó nổi lập thân chê người rất lành chuyển kiếp cơ hàng đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu được sang chê hèn đáo đầu bần tiện chê người cực khổ chuyển phú quá bần người giàu phụ khó giữ của không bền kiều cách khi người chịu kiếp vô duyên được mạnh chê yếu chịu đời suy nhược tánh hay kiêu căng tạo lập không thành thị chúng kiếp cô quà sanh nan giải là ré nạt nộ hào hơi phổi yếu dỗ ngực xương hô phổi động xanh ung hủy hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặt hủy hoại tiền của gia cảnh bần hàng ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không gìn giữ, thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sanh con không dạy, hỏa hoạn trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bồi ơn bạc nghĩa, sanh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si giả oan hiếp người con cháu khiếp nhược bội nghịch cha mẹ hậu kiếp mồ côi bội nghịch luân lý quả sanh nan cứu bỏ mồ mã hoang ba đời lưu lạc đốt nhà phá mã hoang đàn lưu xứ mưu sâu kế độc căm khùng đền tội dùng tà ma hại người đau oan trái bệnh dùng lửa hại người loạn tâm loạn trí mắng gió chửi mưa ngay cuồng đền tội được khôn chê khờ lãng tâm mất trí truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời phá cầu đào lộ oan gia nghiệp chướng rào đường lấp ngõ lo việc không thành bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh nghe trên không trợ cầu phước không thành Thờ Phật lấy danh, vì tai lai vãng. Biết mà không nói, chịu đời lầm lạc. Chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia. Lưu y giả trị, quả báo ba đời. Binh người đặng thế, chuyện kiếp thất thế. Thấy đánh không can, lâm nạn cô thế. Trước thân sao phản, vô duyên bất tính tự gian làm loạn, tai quả thình lình. Gần người hung dữ, lây quả liên can. Tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật độc phong, tỳ vị sanh trùng. Không nói ác khẩu Ác khẩu là nói lời hỗn ẩu, cọc cằn thô lỗ, chửi rủa mắng nhiếc nhục mạ, cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu bò, heo chó, hoặc hâm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn tuổi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm từ ái một chút, liền phiền giận không nguôi, Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, hủy nhục làm chi cho thêm thù vướng oán? Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, lời nói chẳng lành, nhá họa liên thanh, nói không đổ lời, thường sanh tai biến. Hay là, quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, thần khẩu hại sát phàm, nói bậy bạ, mang quả giàu thân như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tại chúa Nguyễn, Ngài liên nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân ít nước lợi nhà, khi nói phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình với nhau vì có kẻ khác hơn mình, nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại Thêm sa cơ lại bị xích xiền tu tội tử hình Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng Không suy xét đo lường hậu quả của nó Hãy lấy đó mà suy Ở đời tôi thấy có nhiều người Lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình Nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta Nếu là người hiền thì nhịn Gặp kẻ giữ họ đánh nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình. Có nhiều khi ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động, Kết quả đôi bên đều bị tổn hại. Khi đó ăn năn đã quá muộn màng. Người xưa từng khuyên, chim khôn hót tiếng rảnh rang, người không nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Hay là, bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Quý vị nên biết, lời nói giống như ly nước đổ rồi, hốt lại sau đầy cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được. Một lời nói quấy, cho dù sau này có xin lỗi, người ta dễ tha thứ cho nhau, nhưng khó quên đi dĩ dãn. Mỗi khi buồn, họ nhớ lại hết. Cũng một lời nói phước đức vô lượng, đồng thời cũng một lời nói mang tội vô số. Nhất là những ai giàu sang, chớ có cậy thế ỷ quyền hà hiếp người nghèo khổ, ngu dốt, chẳng chút xót thương hãy xem qua bài kệ nhân quả sau đây bắt tôi tớ nặng nề công việc nhưng lương tiền keo kiệt không cho có lỗi lầm chửi mắng um sùm thêm đánh đập khác nào con vật mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ kế tiếp sau làm tớ bị đòn chết rồi nhân nghiệp vẫn còn mạnh thời nở trước yếu tồn lại sau lão tổ cũng nói hành hạ tôi tớ con cháu suy đồi đánh đập chửi người thường sanh tai biến tóm lại trong kinh chánh nhiệm xứ nói người nào chẳng nói lời hai lưỡi thì không có chuyện rắc rối từ trong gia đình dòng họ cho đến bà con lối xóm bạn bè kẻ xa người gần đều kính mến người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế. Dù gặp chuyện khó khăn thế nào, vẫn dàn xếp được dễ dàng, lại hưởng được phước lành, thân tâm an lạc, quyến thuộc trên thuận dưới hòa, lòng tin kiên cố không ai phá hoại được. Lại chẳng xa đường dữ, đời đời sanh ra được gặp thầy lành, bạn tốt, tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu, cho đến ngày thành công đắc đạo. Trong kinh thập thiện Phật dạy Nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi Thời thành tựu năm Pháp không thể phá hoại Một Được thân bất hoại không ai hại được Hai Được bà con bất hoại không ai hại được Ba Được lòng tin bất hoại Bốn được pháp hành bất hoại, chỗ tu hành kiên cố. 5. Được thiện trí thức bất hoại, không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, kinh thành thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ Chịu cảnh chia ly. Kinh chuyển luân ngũ đạo Phật dạy: Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục sanh là ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại khổ não triền miên. Thang ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tình tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức Thang rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí, Người choảng nhau tại mình gia vị Mà cũng không hưởng được lợi danh Sao rõ ra chúng lại ghét ganh Chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa Sở dĩ con người ta bị tai ách quạng nạn Và gây tạo ác nghiệp Là vì quá đam mê dục lạc Con người thường gây đau khổ cho nhau tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dù sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau ở thế gian tham nhiều chừng nào là từ chuốc lấy khổ lụy nhiều chừng đó Tham là căn bệnh trầm kha khó trị. Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Tham làm ích kỷ là bỡn nhơ che mất ánh sáng trí tuệ, nhẫn ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm quả nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy ngày Maha Nam, Sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục. Lấy dục làm gốc, nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ Biểu xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội, dân chúng vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ lại khởi binh xâm lấn nước khác gây nên cảnh bắn giết đánh đập tra tấn hành hạ đủ cách thật là giả man mất hết nhân tính giống như hung thần ác quỷ khổ báo đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế cho nên đức phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục ly ác bất thiện pháp tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác cho dù đó là của cha mẹ anh chị em con cháu chồng họ Dễ xảy ra xung đột Làm mất hết tình nghĩa Điều đó chúng ta phải thận trọng Nếu như họ không hoan hỷ giúp Thì chớ có xin một cách quá đáng Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của Họ lấy đó làm vui, thích sinh hoài Nhưng quý vị nên nhớ Trong Kinh Phật dạy Người trí thà để người ta thiếu nợ mình chớ có thiếu nợ người, kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong lương hoàng sám nói, oán thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc. Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố đụng chạm xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ. Anh em dành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn Ông bà cha mẹ thường trách con cháu Hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ Cho đến anh chị em dòng họ Hết thảy đều trách móc hiềm hận lẫn nhau Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin Càng xin càng lấy làm không đủ Xin mãi người ta không cho Trở lại ôm lòng oán hận Tìm cách trả thù kết oán Đời đời không thôi Thế mới biết Oán thù ba đời không ai xa lạ đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên, xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay, vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc, khoan thai nhẹ nhàng. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm có một cô Phật tử đến tịnh xá Vừa lại Phật vừa khóc nức nở Thầy tôi đến hỏi Cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá, muốn tự tử chết khuất cho rồi Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không? Còn có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô Và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi Cái nào quý hơn Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bà còn lại Quý hơn Chồng con và 10 triệu kia Làm sao mà bằng được Cô thấy không Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa Của cái tiền bạc như thế Tại sao cô không sống để nuôi con Mà lại đòi tự tử, tử, chết đi Còn con của cô để lại cho ai nuôi Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá Nếu không chắc con chết mất Đội ơn sư còn làm phiền sư quá Mong sư quan hỷ cho Có những chuyện mà không cần giải thích Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton. muốn hết khổ trong kinh Di giáo phật dạy trì túc thường lạc nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui xưa kia đức phật còn trụ thế đời sống của ngài rất đơn giản tam y nhất bác hàng ngày ôm bình bác đi khất thực thường sống ở núi rừng không bận tâm đến sự ăn mặc chỗ ở ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ muốn cho thân tâm an lạc quý phật tử nên cầu trời phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi nếu lỡ làm ăn thất bại đi xin cơm ăn như đức phật rồi tinh tấn tu hành có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể trong luận bảo dương tam muội nói lấy sự tác nghịch làm sự tác thành chính cái khổ đau cùng cực đó nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường dạng vật đều giả tạm phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau xưa thiền sư giảng hạnh giác ngộ được lẽ vô thường ngài làm bài thơ thân như bóng chết chiều tà Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời Xá chi suy thịnh diệt đời Thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành Ngài nói thân này giống như điện, như bóng Có rồi không Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xuân xuê Đến mùa thu thì héo tàn Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi Ngài không có vui buồn kinh sợ Việc thịnh suy đối với Ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ Nắng lên là tan hết, thân như lằn chớp sẽ qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngày an nhiên tự tại trong cuộc sống. Trong kinh pháp cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế, dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung, nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta xem qua mỗi chuyện sau đây. Thổ Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Pothila là giáo thọ sư lão thông tâm tạng kinh điển, có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, Tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp 30 vị A La Hớn, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả pô Thi La đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài quan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười, làm sao tôi dám làm điều đó Khi trước kia ngài là vị giáo thọ Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa Cũng bị từ chối Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hớn nhỏ tuổi nhất Mới lên bảy Giàn này một cách khẩn thiết Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó Khi tuổi tác và sở học của tôi Kém ngài rất xa E rằng ngài có tin nổi hay không Bạch Đại Đức Lòng con tha thiết khẩn cầu mong ngài từ bi chỉ giáo a à là hớn trẻ tuổi ông tồn bảo này tôn giả lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không thưa biết ạ à. ồ tốt lắm giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế có sáu cửa cửa nào cũng hé ra hết thì ca chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy có phải thấy không nào thưa dân nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết có phải vậy không thưa đúng như vậy bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ ta phải đóng kín năm cửa chỉ chừa một cửa rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bài dế ta sẽ thấy rõ để nào là dế than dế lửa dế cơm chúng đang làm gì một cách rõ ràng này tôn giả, các cửa của cái hộp giấy chỉ cho sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bằng giấy kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thẳng, nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những dòng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy, bỏ, loại trừ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Phô từ giả ba mươi vị A La Hớn, tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gợi đến một bài kệ. Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu tôn giả Pô đắc quả A-la-hán. Nhiếp phục lục căng hiện nhân có kệ. Sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không giọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng mùi chi cũng chẳng lung được mũi mũi tự do để ngửi các mùi thơm không làm nảy ý vui hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi lưỡi tự do ném thử các vị ngon không làm mến ưa chi dở không sanh khởi ý gì chán chê cọ đụng chẳng làm mê thân xác thân tự do đụng các lạnh nồng lạnh nồng không nhiễm được lòng cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm vật chi cũng không làm động ý ý tự do xử trí vật danh giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh có không cũng chẳng khiến tình chấp nê cảnh không thể làm mê tâm trí trí tự do tự trị lấy mình trong sanh tử dược tử sanh Tùy mang xác tục mà tình thần tiên Đoạn này rất dịu huyền vô tận Người hạ ngoan nếu đặng dịp nghe Sẽ là tỉnh được giấc mê Bỏ điều hung ác Theo bề thiền lương Trong Kinh A Hàm Đức Phật đưa ra 11 phương pháp tu tập Để cho tâm được thanh tịnh giải thoát một Tự mình là thiện tri thức thân cận gần gũi thiện hữu tri thức để học hỏi những điều hay lẽ phải. Người xưa bảo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thật vậy, gần người ác, tâm mình trở nên hung ác. Thí dụ, như mình hiền hòa mà chơi với những người bạn hung hăng lỗ mãn. Mỗi khi họ nói ra là chửi thề in ỏi, nói trên đầu trên cổ. Nếu nhịn hoài, cảm thấy thua lỗ, nên chửi lại cho quề. Ngày lúc đó mình đã quá ra người hung dữ Hơn nữa Gần người ác Tánh hung dữ của họ làm cho mình khổ Và dẫn dắt ta đi vào con đường Xa đọa tội lỗi Ngoại trừ bậc thượng căn đại trí Gần người ác Mới không bị ô nhiễm Còn gần người thiện lành Học hỏi được những điều hay lẽ phải Và nhờ đức tánh thiện lành Từ tốn của họ Làm cho tâm mình được an lạc Gần người thiện thì giống như vào nhà qua thơm cỏ lạ lòng ngày thân mình cũng thơm như vậy gần kẻ bất thiện thì giống như vào tiệm cá ương lòng ngày mình cũng quá ra hôi như vậy chớ thân với bạn ác chớ thân kẻ tiểu nhân hãy thân người bạn lành hãy thân bậc thượng nhân kinh pháp cú những nỗi khổ về sanh. Khi còn nằm trong bụng mẹ, Hài Nhi chịu rất nhiều nỗi khổ. Nếu mẹ ăn đồ nóng hoặc uống nước lạnh thì như nằm trong lò lửa hầm băng. Khi mẹ đói cơm khát nước, thai nhi lỏng bỏng khó chịu. Mẹ ăn no, lấn ép, khó bề cửa quậy. Lúc sanh, thân còn đau đớn, mạng mẹ nguy hiểm, lòng cha lo sợ. Ra khỏi lòng mẹ, da thân mềm mỏng chạm phải những vật bên ngoài đau như là dao cắt quảng hốt thất thanh khóc vang thuở phật còn tài thế một hôm tôn giả một kiện liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ khi đó có một con quỷ đến hỏi thưa tôn giả do ác nghiệp gì mà tôi bị đọa làm quỷ đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở thế này Ngài Mục Liên đáp Tại vì những đời trước Người gian dâm vô đạo Lấy vợ, giật chồng Phá hoại trinh tiết con cháu nhà người Vì ác nghiệp ấy Nên mắc phải quả báo như thế Trích Kinh Tạp Tạng Tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong kinh Trường Thọ Diệt Tội Đức Phật phổ quang chánh kiến Như Lai, dạy nữ điên đảo rằng: Nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mắc báo bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi. Sau khi chết, sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai, đều bị sa đọa. Kinh tập tạng chép Bấy giờ có một con quỷ bạch với ngài một kiện liên rằng Thân hình tôi như một khối thịt, không có tay chân, mắt, mũi, lưỡi. Thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn trước mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì, mắc phải tội ấy. Ngài một liên đáp Đời trước, người cho người ta uống thuốc độc phá thai khiến cho chúng sanh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này. Người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt và phải thận trọng từng ý nghĩ hành vi bất chánh mang tính chất ái nhiễm phải đoạn trừ ngay cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình thôi mà còn phải giữ cho người khác nữa có nhiều người ăn mặc không kín đáo nói cười lá lơi khêu gợi lòng dục của người khác. Nên xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp. Đó là tự hại mình hại người. Trong lương hoàng xám nói, làm người ăn mặc mỏng manh, suông xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Ý nghĩa và giá trị của 10 nghiệp lành một Không sát sanh Sát sanh là đoạn mạng chúng sanh Tự mình giết, suối người giết Thấy người giết vui theo Đều phạm giới sát cả Tại sao Đức Phật đưa ra điều răng thứ nhất Cấm không cho Phật tử giết người, sát vật Vì tất cả mọi loài đều ham sống sợ chết trong các tội ác tội lớn nhất là làm thân phật ra máu giết a la hán tổ thầy cha mẹ và phá hòa hợp tăng kẻ đó chắc chắn bị đọa vào địa ngục a tỳ giết đồng loại bị quả báo hiện tại thân nhân người ta sẽ báo thù nếu không cũng bị pháp luật trừng trị cho dù họ có khôn khéo trốn thoát luật thế gian nhưng không qua luật nhân quả kiếp sau bị nạn nhân giết lại chưa hết Giết chết một mạng người Tức là làm cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu người ta Phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa Và phá vỡ những hoài bão công danh sự nghiệp Làm cho họ chết trong uất hận núi tiếc Quả báo đến với kẻ đó Đời sau chịu cảnh người thân phân ly Sự nghiệp đổ vỡ Chết trong đau thương, hối tiếc Giết thú bị tổn giảm tuổi thọ Luân hồi thường mạng bệnh hoạn chết yểu nói đến oan trái của nghiệp sát thuở phật sanh tiền có anh chàng nọ cưới vợ nhiều năm nhưng chẳng có con nên mới cưới thêm vợ lẻ không bao lâu có thai vợ lớn nhìn thấy chồng lúc nào cũng chăm sóc vợ lẽ hết sức chu đáo nên lòng ganh tị ghen tuông nổi lên sanh tâm độc ác mua thuốc phá thai trộn vào thức ăn làm cho cả mẹ lẫn con đều chết vì tha già tháng. Người chồng điều tra biết được oan tình, liền đánh đập vợ lớn, cho đến chết. Luân hồi nhân quả trả dây. Sau khi chết, người vợ nhỏ sanh làm con chồn, vợ lớn sanh làm con gà mái. Mỗi khi gà có con, chôn ta bắt ăn thịt, và sau đó ăn luôn cả gà mẹ. Kiếp thứ ba, sau khi gà chết, sanh lại làm con beo chồng sanh lại làm con nai cái. Mỗi khi nai cái có con, bèo đến bắt ăn thịt cả mẹ lẫn con. Kiếp thứ tư, nai sanh làm hung thần, còn beo sanh làm người con gái. Đến tuổi trưởng thành, người con gái có chồng. Lúc sanh con, hung thần đến bắt ăn thịt, làm cho cô ta vô cùng đau khổ. Trải qua hai lần như vậy, đến lần thứ ba người chồng đề nghị đưa vợ về quê ngoại sanh. Sau khi sanh được một thời gian, hai vợ chồng bồng con trở về quê nhà. Đi đến gần kỳ viên tịnh xá, bỗng nghe có tiếng gió từ xa thổi tới như cuồng phong vũ bảo. Người vợ nhìn lên trời, thấy hung thần đuổi bắt, liền ôm con chạy vào tịnh xá kỳ viên, cầu xin Phật từ bi cứu mạng cho con mình. Khi đó hung thần cũng vừa đến nơi, nhưng bị chư thiên giữ cửa ngăn lại không cho vô phật bảo a nan đà ra gọi hung thần vào nhờ oai lực của phật nên thần tỏ ra dễ dạy trước mặt hai nạn nhân phật từ tốn khuyên bảo sao các người cứ mãi giết hại lẫn nhau như thế oan trái biết bao giờ mới chấm dứt rồi phật kể lại mối thù nhiều đời cho họ nghe xong liền đọc kệ nếu lấy oán báo oán, oán ấy mãi chất chồng. Nếu lấy đức báo oán, oán ấy tự tiêu tan. Nghe bài kệ và lời khuyên của Phật, hùng thần và người phụ nữ quá giải hết oán thù. Đồng đứng lên đảnh lễ Phật, cầu xin quy y, thọ trì ngũ giới. Muốn quá giải oan trái sân hận mau lẹ Không gì bằng chấp nhận tất cả sự xấu khổ Nhưng điều tốt lành cho người Phật bảo Người nào làm được như thế Sẽ quá giải hết oan trái hận thù Và sanh ra vô lượng công đức Mau thành Phật quả Kinh Pháp Cú Phật dạy Lời ác hay mắng chửi Kiêu mạng khinh miệt người gian tham và trộm cướp Đánh đập cùng giết hại Ai làm hạnh nghiệp này Thù oán sẽ theo đây Lời ôn tồn hòa thuận Tôn kính chẳng khinh ai Biết đủ và bố thí Tự bi đối mọi người Mở trói buộc an nhẫn Thù oán tự hết ngay Khổng tử dạy Lấy oán báo oán Oán ấy chất chồng Lấy đức báo oán Oán ấy tiêu tan lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan lấy oán báo oán oán ấy chất chồng lấy đức báo oán oán ấy tiêu tan qua lời dạy của phật và thánh bảo ta phải hỷ xả những kẻ hại ta thù oán hôm qua đừng giữ lại trong tâm những kẻ phụ ta chớ u sầu lưu luyến không nên để lòng hận thù che mờ lý trí sân hận âm thầm thiêu huệ mạng lửa phiền ngùng ngục đốt tâm can sân si tạo nghiệp một đời nghìn năm thọ khổ muôn đời trầm luân đó là những lời ân cần của các bậc thánh hiền nhắc nhở các hàng phật tử vậy mà có mấy ai nghĩ ra cứ mãi cho người hiền thường bị kẻ khác bắt nạt đó là quan niệm sai lầm nhiều người đã vướng mắt muốn khắc phục quan niệm này ta phải giữ niềm tin nơi tam bảo, tình sâu lý nhân quả. Tự hỏi tại sao người ta không lấn hiếp kẻ khác, mà lại bắt nạt gieo khổ cho mình. Khi đó nên nhớ lời Phật dạy, cố gắng nhẫn nhục, coi như kiếp trước mình gieo khổ cho họ, bây giờ bị người ta làm khổ lại. Hoặc xem họ như người bệnh hay kẻ điên, im lặng chấp nhận. Khi đó đối phương tự nhiên cảm thấy cục hứng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Kinh Pháp Cú nói Không trói buộc nào bằng ái dục Không khổ nào bằng khổ ngủ ấm Không ác nào bằng ác sân hận Không vui nào bằng vui niết bàn Nên Phật dạy Nếu người nào ôm lòng sân hận Là tự ngăn thánh đạo Mất công đức lớn Đời này và đời sau không thấy được điều gì vui thú Chúng ta hãy suy nghiệm qua câu chuyện trong kinh hiền ngu sau đây để rút ra kinh nghiệm trong khi tu tập, ngõ hầu ngăn ngừa quả xấu về sau. Chuyện kể vua Ba Tư Nặc có cô con gái tên là Kim Cương, thân hình sần sượng giống như da cốc, ai nhìn thấy đều kinh tởm tránh xa. Cho nên đức vua không cho công chúa ra ngoài vì sợ người ta biết, cho ông là người thất đức nên mới có con như thế. Công chúa Kim Cương khi lớn lên tự nghĩ mình chẳng khác nào như chim lòng cá chậu, muốn đi đâu cũng không được, thậm chí nghe nói Đức Phật ra đời, định đến nghe pháp để tu hành, vẫn không được. Một hôm nghe tỳ nữ nói, Phật có tam minh lục thông, chúng sanh khẩn cầu ngài đều được cứu giúp. Công chúa liền bảo tỳ nữ mua sắm hương hoa, lập bàn hương án, hướng về Linh Thứ Sơn, thành tâm đảnh lễ cầu xin Phật. Từ bi chỉ giáo cho con biết cách tu hành quá dại ác nghiệp. Động mối từ tâm, Đức Phật dùng thần thông bay đến ngự trên hư không, hào quang sáng chói. Công chúa nhìn lên thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trong lòng vô cùng hoan hỷ, đánh lễ thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do ác nghiệp gì con lãnh thọ thân hình thô xấu thế này? Nhân đó Phật nói: Hồi thời quá khứ, có ông trưởng giả thường phát tâm cúng dường bố thí. Vì muốn cho con gái tạo phước, nên mỗi khi chư tăng và người nghèo đến xin, liền kêu con ra sớt bát cúng dường bố thí. Một hôm không may cho cô con gái, phải vì bích chi Phật bị bệnh cùi, thân hình lỡ loét. Cô ta nổi giận, sanh tâm khinh mạng, chê dị bích chi Phật là xấu xí, hôi tanh, nên nhòm gớm phiền trách sớt bát rồi sao ông không mau đi hồi quá chịu không nổi đối với những người bệnh hoạn dơ bẩn cô đều khi dễ bị bán khạc nhổ nói đến đây phật bảo này kim cương người con gái thuở đó chính là tiền kiếp của con vì xem thường dị bích chi phật và khinh khi những người bệnh hoạn dơ bẩn mới bị quả báo thân hình thô xấu như thế nhưng nhờ con biết bố thí cúng dường Nên này được làm công chúa Để hưởng phước khi xưa con đã tạo Bạch Đức Thế Tôn Muốn chuyển quá thân hình xấu xí này Phải tu hạnh gì? Muốn quá giải nó Còn phải tu hạnh nhẫn nhục Trên kính dưới nhường Nói lời êm ái chân thiện Làm cho người nghe sanh tâm hoan hỷ Đó là nhân lành kết thành quả tốt Thân hình xinh đẹp ai thấy cũng mến. Sau khi nghe Phật dạy xong, công chúa thành tâm sám hối, phát nguyện. Từ đây cho đến trọn đời, con không bao giờ khởi lên tâm niệm giận hờn, nói lời thô ác với bất cứ chúng sanh nào. Rồi chí thành đảnh lễ, chiêm ngưỡng Đức Phật bảy lần, tự nhiên dung mạo trở nên xinh đẹp. không nói ý ngữ ý ngữ là lời nói theo dệt thêm bớt chuyện người trao chuốt làm cho câu văn ngọt ngào hấp dẫn để quyến rũ người nghe siêu lòng lạc dạ làm việc sái quấy lợi dụng lòng tin của người để trục lợi tại sao phật cấm nói lời ý ngữ vì đó là lời nói vô nghĩa độc ác không có lợi ích nó chỉ đem đến những sự phiền phức khổ mình hại người gây thêm oan trái tổn giảm phước đức những nam nữ vị thành niên nhẹ dạ lạc lòng đành bỏ mẹ cha đi vào con đường trụy lạc cũng vì lời nói dụ dỗ người có tính nóng nảy thiếu sáng suốt nghe ai nói chi cũng dội tin nên thường bị mất bạn thêm thù có người rất tận tụy trung thành nhưng bị bỏ rơi cũng vì lời sầm tấu của bọn nịnh thần kẻ nói lời theo dệt chỉ lừa những ai nhẹ dạ dại khờ thiếu đạo đức. chớ người có trí tuệ không nghe theo họ. hơn nữa kẻ nói lời thêm bớt khi người ta biết được ai cũng kinh tởm tránh xa. ngày đó họ thất bại trên mọi lãnh vực bởi gây ác cảm với mọi người có khi đưa đến mất mạng. bởi tích chứa những mầm mống ganh ghét đố kỵ nên lúc nào cũng thấy lỗi người để theo dệt lỗi mình không thấy, cũng như con mắt nhìn thấy sự vật bên ngoài mà không tự thấy được nó. Hạng người như thế chẳng khác nào đi quơ rác phiền não bỏ vào nhà mình cho dơ bẩn, hồi thúi khổ sở mà không hay biết, lại bảo người khác ghét hùa theo mới chịu. Nên ca dao có câu, Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện lẻ thấp cao bào chữa thương nhau trái ấu cũng tròn ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo thương nhau thương cả lối đi ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng không tà dâm tà dâm có nghĩa là nói đến sự dâm dục phi lễ phi pháp phật dạy người xuất gia phải dứt hẳn dâm dục vì nó là động cơ gây ác nghiệp trôi lăn trong dòng sanh tử kinh lăng nghiêm dạy lòng dục không trừ trần lao khó ra khỏi muốn thành tựu đạo quả bồ đề phải đoạn trừ dâm dục cả thân lẫn tâm còn phật tử tài gia phật chỉ cấm tà dâm nghĩa là vợ chồng có cưới hỏi chánh thức mới được ăn ở nhưng phải biết hạn chế để giữ gìn sức khỏe, làm việc ích lợi cho đời. Cấm lén lúc lan chạ ngoại tình với vợ, chồng, con cháu người khác. Trong Kinh Bảo Tích nói, tà dâm nó tiềm ẩn rất là tinh tế, như liếc mắt đưa tình, ưa trang điểm, thích bóng sắc, nói năng hành động bất chánh, khêu gợi lòng dục người khác, đều đồng nghĩa với tà dâm phật cấm tà dâm nhằm bảo vệ nhân cách để duy trì hạnh phúc trong gia đình và ngăn ngừa những tai hại đem lại sự an vui cho mọi người quý vị cũng từng biết từ xưa đến nay ái dục là thứ lửa rất nguy hiểm nó có sức mạnh xúi dục con người phạm biết bao tội ác gieo nhiều thảm họa như chuyện võ tòng sát tổ trụ vương đam mê đắc kỷ giết hại trung thần làm cho nước mất mạng vong khổng tử nói dàn ác dâm vi thủ nghĩa là mua ngàn điều ác dâm đứng đầu là vậy những ai đã từng nghe đài xem báo và nhìn chung quanh ta có nhiều vụ thảm sát bầm chặt tình địch đều do tà dâm không có oán thù nào bằng sự lừa dối phụ rẫy tình cảm đã gây ra vô số đau thương đầy tội lỗi. Những chuyện đó xảy ra là do con người đánh mất nhân tính, chạy đuổi theo văn minh vật chất, vế bỏ hết thuần phong mỹ tục nề nếp của ông cha. Do đó, nền đạo đức xuống cấp trầm trọng, nam nữ tự do tư tình, hết yêu người này đến thương kẻ nọ, lăng nhằn với những cuộc tình đầy lãng mạn bởi thế mới xảy ra những cảnh đâm chém, rạch mặt, tạt axit, thanh toán thủ tiêu. Nếu không, cũng bị nhiễm HIV, khó mà tránh khỏi, vì đi đêm có ngày gặp ma. Kinh Phật có câu, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo. Người ác cảnh ác theo, người ôm lòng dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, phải bị quả cháy tay Thế mà có lắm người lại kiêu hãnh Tự dỗ ngực khoe khoang Cho ta đây có số đào hoa phong nhã Được nhiều người yêu thương Say mê đắm đuối Họ lấy đó làm đắc ý Hí hưởng vui đùa trên sự đau khổ của kẻ khác Làm cho người ta phải thức tình ôm hận Có khi tự tử chết một cách thê lương ảm đạm Để nói lên nỗi khổ của người tương tư Có một nhà thơ diễn tả như thế này Tương tư sầu não phải làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn, lúc say khi tỉnh vẫn tương tư. Con đường Atula. Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao Nó lần lượt hiện ra hết Qua diễn tiến đó Nó hiện ra cảnh giới Atula Là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau Là lối gian dội cả núi tu di Tầm như thế nào Sanh vào cảnh giới như thế đó Thích đấu tranh đấm đá Thì sanh vào cảnh đấu tranh Đó là định luật nhân quả vô thường là thế nào quý phật tử hãy tư duy lời Phật dạy vô thường có nghĩa là không bền chắc từ trạng thái này biến đổi qua trạng thái khác và tan hoại theo định luật thành trụ hoại không để quý phật tử hiểu thế nào là thân vô thường tâm vô thường hoàn cảnh vô thường chúng ta hãy cùng nhau quan sát suy nghiệm thì sẽ biết ngay Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau Thì những điều gì mình không muốn Chớ ban cho người khác Hằng nghĩ rằng Không biết sống chết lúc nào Cần phải tinh tấn tu hành Và thường ban trải lòng từ bi Đến với tất cả chúng sanh Được như thế thì chúng ta Sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc Ở trong hiện tại và tương lai Tóm lại Mắt nhìn không nhiễm sắc tai không nhiễm tiếng Mũi không nhiễm hương lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường đổi dời sinh tử tan thương cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh thân tử đại sinh thành tử hoại già bệnh đeo khổ ải quả không hòa hợp năm ấm lửa dòng chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm thế mới biết trần gian hư huyễn diệt lại sinh biến chuyển vô thường chúng sinh mê đắm chấp nương vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác Thân nghe theo tạo các tội khiên Xuống lên sinh tử triền miên Tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang Người con Phật phải toan quán sát Đạo lý này bao quát đường tu Đó là thiền quán công phu Giấc mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh Thơ dịch Xét lại thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, dạng vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Xưa Phật dạy đệ tử các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đốt trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm, lạc vào đường tà cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Kinh Đại Bác Niết Bàn, Phật dạy Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không có lòng tin thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên, lòng tin và hiểu biết phải đi đôi mới là cội gốc tu hành. Vùng gươm huệ, cắt màn si ám rải mưa bi dập đám lửa phiền pháp thân nương bát nhã thuyền niết bàn giải thoát bình yên lên bờ tại sao đức phật không cho chúng ta tin theo tà giáo vì nó không mang tính chất từ bi hỷ xã bởi thế phật tử đã quy y phật rồi không quy y quỷ thần vì quỷ thần không phải là thánh nhân chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng nghe càng thờ cúng đủ thứ. khi nhìn vào không biết họ là đạo nào. Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu, nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ chỉ thờ Phật thích ca di lạc nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ thần chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ bàn thờ Phật phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông. Mỗi ngày cần lau quét cho sạch, Phật tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển tà giáo. Bởi vì kinh điển tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người, kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích. Thậm chí kinh luật đụng đau bỏ đó, để cho mấy em bé bứt xé. Thật đáng tiếc. Xem chuyện tiền thân Phật Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ. Mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói, Người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng. Kinh Nhân Quả nói, tay nhờ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắt báo làm con trùng trong nhà xí. Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật dạy. Phật tử quy y tăng Không quy y thầy tà bạn ác Vì thầy tà bạn ác Dẫn dắt ta đến chỗ tối tâm sa đọa Là Phật tử đã quy y tam bảo rồi Mà không dân lời Phật dạy Là đã biến mình thành kẻ tà đạo Tà đạo không có nghĩa là đạo khác Mà những ai không nghe lời Phật dạy Thờ cúng phi pháp Lại tin bướng nghe càng Làm điều trái ngược Phật nói người đó là tà đạo Mê tín không đem đến cho ta lợi ích gì cả. Nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi. Khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Nói đến nhân quả, Phật dạy Rằng ai muốn biết nhân xưa Hãy xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây Muốn biết quả báo sau này Xem điều tội phước ta nay đang làm Nếu như ai không tin Ra oai hung dữ Làm cho người chung quanh ngán sợ Kết quả chỉ thêm thù kết oán Mọi người kinh tởm xa lánh Đó là nguyên nhân làm mất hết sự kính trọng Thông cảm giúp đỡ của các thành viên trong gia đình Khi đó ta mất hết chỗ đứng và làm xấu đi sự tương giao ngoài xã hội. Thằng ôi, quả bất thiện chưa trả lại vay thêm. Thực ra tranh cãi hành hung đều là biểu hiện tánh giả mang và lạc hậu mà người thông minh có đạo đức không bao giờ hành động như thế. Nên nhớ, trong lúc nóng giận, buồn phiền không nên nói năng hay hành động điều gì hết. Nếu nói làm, phần nhiều nó chỉ đưa đến thiệt hại cho mình và người tốt nhất là nên niệm phật hành thiền quán chiếu nhân quả hoặc đi giải trí cho đến khi tâm bình tĩnh nói làm mới có kết quả tốt đẹp muốn xây dựng một người nào trước tiên là khen ngợi những ưu điểm của họ như là anh chị bạn bè cái gì cũng tốt nhưng có một điều chưa được hoàn chỉnh cố gắng khắc phục thì thật là người gương mẫu trong đời như vậy người ta mới hoan hỷ chấp nhận sửa lỗi Ngược lại nếu mình chỉ đem toàn cái xấu của họ ra nói Nguy hiểm nhất là chỗ đông người Chúng ta sẽ bị thất bại ngay Không giải quyết được gì mà còn gây thêm thù oán Cách hóa giải những cuộc xung đột Các nhà tâm lý học nói Nếu gặp trường hợp vợ chồng đang gây gỗ đánh lộn Điều cấm kỵ nhất là Ta không được nói lỗi bên nào Mà chỉ nên nói những tai hại của nó như là nếu anh chị chửi rủa đánh đập với nhau thì làm cho cả hai đều khổ và làm khổ luôn cho con cháu. Ngoài ra còn bị lối xóm dèm pha chê cười. Nếu mà vợ chồng không biết tôn trọng lẫn nhau, Bồ Đề Lão Tổ nói, hủy hoại vợ chồng, kiếp sau lẽ bạn. Có nhiều người thấy ai đó đang tranh cãi, họ liền đến nói lỗi chỉ có một bên, chẳng giải quyết được gì mà còn làm cho tình hình càng căng thẳng thêm lên. Nếu không khéo vô tình mình lại bị tai họa lây. Tu tâm từ. Người nào tu tâm từ sẽ diệt trừ được sân nhuế, thân tâm an lạc, người đời kính mến, chư thiên gia hộ, tà ma ngoại đạo, độc trùng, ác thú không thể hại được. Thức ngủ yên vui, diệt trừ oán nghiệp, oán thù tự giải. Muốn có tâm từ, chúng ta phải mở rộng lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Gặp ai mình cũng khiêm hạ, lễ phép, kính trọng, tận tình giúp đỡ cả người lẫn vật một cách bình đẳng vô tư. Đó gọi là từ tâm của Bậc Thánh. Chính cái tâm bình đẳng này, nó sanh ra vô lượng công đức và diệt trừ tất cả phiền não, sân nhuế. Theo kinh thập thiện nghiệp, Phật dạy: Người không nói lời thô ác, thời thành tựu được 8 món tịnh nghiệp. một Lời nói không trái pháp độ. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói quyết hợp lý. 4. Lời nói thừa lãnh được. 5. Lời nói được tín dụng. 6. Lời nói đẹp đẽ. 7. Lời nói không thể chê. 8. Lời nói được ưa thích. Nếu đem công đức đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, sau khi thành Phật, được đầy đủ phạm âm tướng của Như Lai. Phạm âm là tiếng nói trong lành, êm dịu, thánh thoát như tiếng chuông ngân. Ngược lại, nếu người nào ác tâm hủy bán tam bảo, làm cho chánh pháp suy đồi, và chửi mắng ông bà cha mẹ, anh chị em và bà con lối xóm. Trong khế kinh Phật nói, Hạng người như thế, trái đạo từ bi, gieo giống địa ngục, chết xuống âm phủ bị quỷ sứ cắt lưỡi ra, rồi bắt ăn lại. Trong miệng dòi tửa, máu mũ tuôn trào. Tiếp theo, thọ thân cầm thú, ăn dơ uống bẩn, nghe tiếng kêu ai cũng phát ghét khi tội hết mới được làm người. Nói không ai nghe, làm chẳng ai theo, diện mạo xấu xa, hơi miệng hôi thúi, mồi sức răng mẻ, câm ngọng, liếu lo. Phật dạy, thà lấy dao bén cắt lưỡi chịu khổ nhiều kiếp, chớ có thốt ra lời hung dữ, chửi rủa mắng nhiếc người tu kẻ tục, ác báo khó hết. Thang ôi, Lời nói thô ác bắt tội đến thế Người học đạo há chẳng ngăn ngừa lắm sao Cổ đức kệ rằng Tội ác khẩu thứ sáu bày biện Tiếng tục tầng thô lỗ hung hăng Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng Chẳng kể đến luân thường thảo hiếu Hâm đánh giết những người hèn yếu Hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên trong gia đình chửi rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thánh chẳng kiên nể phật trời thượng cảnh cõi long cung mời thỉnh tối ngày đời u ám tội trạng lắm thay khuyên bá tánh bá gia ráng bỏ gương tổ phụ còn soi lại đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rồng rặc những đàn bà khe khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chừa dứt ách mang tay ách lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ tích thiện thì thường phước có dư bằng tích ác quả ương đeo bám nói đến cái chết trong kinh tứ thập nhị chương kể rằng Thổ phật còn tài thế một hôm ngài cho gọi chư tỳ kheo đến hỏi rằng mạng người sống được bao lâu vị thứ nhất thưa rằng mạng người sống được một trăm năm vị thứ hai nói sống được bảy mươi năm còn vị thứ ba bảo dài tháng dài ngày vân dân sau cùng có một vị đứng lên thưa rằng Bạch Thế Tôn, mạng người sống chỉ có một hơi thở. Phật khen rằng, ông hiểu và nói được như vậy mới thật là người giác ngộ. Thật vậy, chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Hễ thở ra mà không hít vào là ôi thôi. Ôi, tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường, dạng sự hưu. Hơi vừa dứt, mạng người ôi cũng dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật đều bỏ lại. Nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Bất luận hàng vương giả hay thứ dân, giàu nghèo, sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Thân này nào có ra chi, của kia lại có, chắc gì mà ham. Hay là, sau đường ân ái hai tay trắng, cuối lớp ân tình nắm mộ xanh. Vậy mà thiên hạ cứ nghĩ mình sống hoài muôn đời trên vũ trụ, nên họ cứ mãi danh vật cấu xé lẫn nhau, ai cũng tham giàu sang quyền tước. Nhưng cho dù có kho vàng núi bạc, lọc cả quyền cao, gắt tía lầu son, ngọc ngà châu báu, tất cả đều bị định luật vô thường đào thải. Có nghĩa lý chi mà thiên hạ lại nở đang tâm sát phạt, tranh giành. chung quy rồi cũng trở về với cát bụi. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu Có người làm giường tên là Cửu Tứ Lục Một hôm y thấy tổ kiến vàng Liền đi vào nhà bếp Xách ra một xô nước nóng đang sôi sùng sục Đổ ngay xuống ổ kiến Hỡi ơi! Kiến chết vô số Tứ Lục thấy thế cười kha kha tỏ ra đắc ý Tháng 8 năm sau, y nằm mộng thấy có vô số kiến bò đến cắn khắp thân mình. Khi tỉnh dậy, quái lạ thay, toàn thân y nổi lên rất nhiều chấm đỏ, rồi biến thành bọc nước, làm cho y đau đớn vô cùng, kêu khóc dài ngày rồi nhắm mắt lìa đời, vô phương cứu chữa. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có ham sống sợ chết như người không khác. Thỉnh cầu đại chúng mở rộng lòng từ bi bảo hộ, chớ có tàn hại. nói đến sự lo nghĩ về tham dục Thổ phật còn tài thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian vị thứ nhất nói vào mùa xuân cỏ cây xanh tốt hoa tươi khoe sắc nếu đi vào chơi thì thật là vui vị thứ hai nói bà con hội họp chén tạ kén thù nghe âm nhạc thưởng thức múa ca đó mới là vui nhất vị thứ ba nói tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy. Khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói, Vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dốc, son phấn ngát hương, mặt tình vui chơi, đầy mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong rủi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo Những điều mà các ông bàn luận Toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong Không phải là pháp an vui Các ông phải suy xét Giang vật, xuân thì tươi tốt Sang thu thì tàn tạ Bà con xuân dày vui vẻ Rồi phải chịu cảnh chia ly Tài sản xe ngựa là của năm nhà Thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét. Kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốt lấy tai họa giàu thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy, thì tự nhiên đạt đến Niết Bàn đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, Hàm vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này, lấy làm hổ thẹn ăn năn sám hối, tầm chật khai ngộ, dòng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đào quả, a-la-hán. À Kinh Pháp Cú Con người sinh ra trong thế gian Bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn chết sớm Biết bao thống khổ không thể kể xiết Như thế là do ba nghiệp gây ra Nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau Trong ba đường dữ Bồ đề lão tổ từng dạy Làm nghề lột da rất lạnh đơn phung làm nghề cắt họng tự sát quỷ mình vào rừng săn bắn tai quả thình lình hành hung làm dữ tai quả không chừng thấy của gian tham quả báo bần cùng cố ý ăn lường chịu điều thua thiệt gạt người lấy của chuyển kiếp bồi thường nhờ người gạt người chịu đời thất thế gian công lường của chịu đời lầm lạc khoe tốt lừa người mắc mưa mất của tranh danh đoạt lợi người lìa của tang tranh điền đoạt thổ con cháu phá tan giữa của lòng tham chuyển làm kiếp chó chứa kẻ gian tham ngục hình đầy đọa dùng sức loài vật Chuyển kiếp lao xuyển thấy sắc cố dâm vợ con phản loạn thọ thay chồng bỏ con nghịch giới cha tiền dâm hậu thú sanh con bất hiếu thọ thai làm ác liên lụy đến con quen người đoạt vợ oan gia nghiệp chướng dâm dục quá độ thần kém sanh lao ăn uống nóng quá thận suy khô kém khinh thánh thị thần cầu nguyên vô linh khi thị thân tộc bà con xa cách hỗn ẩu anh em cô độc một mình đặt chuyện thình lình ngọng liệu liếu lo phần dân ngạo biếm bằng hữu khinh thường khinh bỉ nhân tình vô gian bạc phận chê thị quê hương đổi dời nhiều xứ thấy hư chê cười khó nổi lập thân chê người rất lành chuyển kiếp cơ hàng đặng thời chê thất thế suy sụp nan cầu được sang chê hèn đáo đầu bần tiện chê người cực khổ chuyển phú quá bần người giàu phụ khó giữ của không bền kiều cách khi người chịu kiếp vô duyên được mạnh chê yếu chịu đời suy nhược tánh hay kiêu căng tạo lập không thành thị chúng kiếp cô quà sanh nan giải là ré nạc nộ hào hơi phổi yếu dỗ ngực xưng hô phổi động sanh ung hủy hoại lúa gạo thiếu ăn thiếu mặt hủy hoại tiền của gia cảnh bần hàng ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không gìn giữ, thiếu trước hụt sau, tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, Xanh con không dạy, hỏa hoạn trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, Bồi ơn bạc nghĩa, xanh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si giả oan hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, quả sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, hoang đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí mắng gió chửi mưa ngay cuồng đền tội được khôn chê khờ lãng tâm mất trí truyền khôn bất chánh trả quả loạn tâm em côi anh bỏ giảng cảnh thất thời phá cầu đào lộ oan gia nghiệp chướng rào đường lấp ngõ lo việc không thành bỏ người hoạn nạn cầu phước vô linh nghe trên không trợ cầu phước không thành thờ Phật lấy danh vì tai lai vãng. Biết mà không nói, chịu đời lầm lạc. Chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan. Thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia. Lương y giả trị, quả báo ba đời. Binh người đặng thế, chuyện kiếp thất thế. Thấy đánh không can, lâm nạn cô thế. Trước thân sao phản, vô duyên bất tính Tự gian làm loạn, tai quả thình lình. Gần người hung dữ, lây quả liên can. Tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh. Ăn vật độc phong, tỳ vị sanh trùng. Không nói ác khẩu. Ác khẩu là nói lời hỗn ẩu, cọc cằn thô lỗ, chửi rủa, mắng nhiếc nhục mạ cho người ta là đồ ma quỷ, ngu si như trâu bò, heo chó, hoặc hâm dọa đánh đập, giết hại người. Đó gọi là ác khẩu. Phật cấm nói lời độc ác vì nó làm cho người nghe khó chịu, buồn khổ, hổ thẹn tuổi nhục. Thế là ta đã tự bóp chết tình thương rồi. Thử nghĩ mình bị ai nói chạm từ ái một chút, liền phiền giận không nguôi, Tại sao ta lại vì một chút lỗi lầm của người mà sanh tâm cố chấp, chửi mắng, hủy nhục làm chi cho thêm thù vướng oán? Vì thế, Bồ Đề Lão Tổ dạy, Lời nói chẳng lành, nhá họa liên thanh, nói không đổ lời, thường sanh tai biến. Hay là, quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, thân khẩu hại sát phàm, nói bậy bạ, mang quả giàu thân như chuyện vào thời chúa Nguyễn, Đỗ Thành Nhân là vị tướng tài. Một hôm ông nói, lệnh của ta tức là lệnh vua. Khi lời nói đó đến tài chúa Nguyễn, Ngài liền nổi giận cho triệu về triều hỏi tội, rồi đem ra pháp trường chém đầu. Muốn cho yên thân ít nước lợi nhà, khi nói phải thật thà êm dịu. Bởi con người ta bất bình với nhau vì có kẻ khác hơn mình, nếu mãi hơn thua, ắt ta bị hại Thêm sa cơ lại bị xích xiền tù tội tử hình Chuyện trên để cảnh giác cho những ai thích nói bướng càng, không suy xét, đo lường hậu quả của nó. Hãy lấy đó mà suy. Ở đời tôi thấy có nhiều người, lúc nào cũng muốn mọi người tán thán khen ngợi mình. Nhưng trái lại đi nói trên đầu trên cổ người ta. Nếu là người hiền thì nhịn, gặp kẻ giữ họ đánh nói sao gặp chuyện chẳng lành. Chúng ta nhìn ra ngoài xã hội cho đến trong gia đình. Có nhiều khi ông bà cha mẹ, vợ chồng con cháu bất bình nhau điều gì đó, liền tìm mọi cách gây gỗ, chửi rủa tay đôi chưa đủ, lại đem ông bà hai bên ra chửi tan nát, nào là đập đồ đốt phá, lập bè kết đảng, chống đối đấm đá, đâm chém, làm cho cả xóm náo động, kết quả đôi bên đều bị tổn hại khi đó ăn năng đã quá muộn màng người xưa từng khuyên chim khôn hót tiếng rảnh rang người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe hay là bằng như lời ấy thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng quý vị nên biết lời nói giống như ly nước đổ rồi hốt lại sau đầy cũng như mũi tên bắn ra không rút lại được một lời nói quấy cho dù sau này có xin lỗi người ta dễ tha thứ cho nhau nhưng khó quên đi dĩ dãn mỗi khi buồn họ nhớ lại hết cũng một lời nói phước đức vô lượng đồng thời cũng một lời nói mang tội vô số nhất là những ai giàu sang chớ có cậy thế ỷ quyền hà hiếp người nghèo khổ ngu dốt chẳng chút xót thương hãy xem qua bài kệ nhân quả sau đây bắt tôi tớ nặng nề công việc nhưng lương tiền keo kiệt không cho có lỗi lầm chửi mắng um sùm thêm đánh đập khác nào con vật mới kiếp trước đánh đòn đứa tớ kế tiếp sau làm tớ bị đòn chết rồi nhân nghiệp vẫn còn mạnh thời nở trước yếu tồn lại sau Lão Tổ cũng nói Hành hạ tôi tớ con cháu suy đồi Đánh đập chửi người Thường sanh tai biến Tóm lại trong kinh Chánh Niệm xứ nói Người nào chẳng nói lời hai lưỡi Thì không có chuyện rắc rối Từ trong gia đình, dòng họ Cho đến bà con lối xóm, bạn bè Kẻ xa người gần đều kính mến người đó đi đến đâu cũng được tiếp đón tử tế dù gặp chuyện khó khăn thế nào vẫn dàn xếp được dễ dàng lại hưởng được phước lành thân tâm an lạc quyến thuộc trên thuận dưới hòa lòng tin kiên cố không ai phá hoại được lại chẳng xa đường dữ đời đời sanh ra được gặp thầy lành bạn tốt tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận tiện cho mình tiến tu cho đến ngày thành công đắc đạo trong kinh thập thiện Phật dạy Nếu ai xa lìa nghiệp hai lưỡi Thời thành tựu năm Pháp không thể phá hoại Một Được thân bất hoại không ai hại được Hai Được bà con bất hoại không ai hại được Ba Được lòng tin bất hoại Bốn Được pháp hành bất hoại Chỗ tu hành kiên cố Năm được thiện trí thức bất hoại không dối lừa nhau. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được quyến thuộc chân chính, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Ngược lại, Kinh Thành Thật nói, nếu ai đem lòng ác, suối người gây gỗ, đánh lộn, mắc tội rất nặng, đời đời gặp toàn quyến thuộc hung dữ, sát phạt lẫn nhau, lại bị người ngoài châm chích phá hoại, làm cho gia đình dòng họ Chịu cảnh chia ly Kinh chuyển luân ngũ đạo Phật dạy Làm người hay nói lời đâm thọc, tuyên truyền điều xấu của người, chết đọa địa ngục, bị quỷ sứ rót nước đồng sôi vào miệng rồi cắt lưỡi. Mãn kiếp địa ngục sanh là ác điểu, người nghe thấy tiếng kêu ai cũng ghê sợ, tru rủa cho nó chết. Khi được làm người, tâm thường tán loạn, lại bị kẻ khinh người hại khổ não triền miên. Thang ôi, nghe lời Phật dạy, chúng ta phải biết sợ hãi, hổ thẹn, tình tấn tu hành, cầu xin sám hối, tẩy trừ tội lỗi. Cổ Đức Thang rằng, ác nơi khẩu thứ năm lưỡng thiệt, với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây, khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thật giải bày tâm trí, Người chọn nhau tại mình gia vị Mà cũng không hưởng được lợi danh Sao rõ ra chúng lại ghét ganh Chiêu cảm quả bớt lành thêm nữa Sở dĩ con người ta bị tai ách quạng nạn Và gây tạo ác nghiệp Là vì quá đam mê dục lạc Con người thường gây đau khổ cho nhau Tạo nên những cuộc tranh giành tàn khốc để đời sống cá nhân được an nhàn càng tham muốn càng tạo nhiều tội lỗi không biết đủ dù sống trên ngọc ngà châu báu vẫn thấy thiếu tham dục là ngọn lửa luôn luôn bốc cháy trong lòng nhân loại chính nó là nguồn gốc sanh ra mọi khổ đau ở thế gian tham nhiều chừng nào là từ chuốc lấy khổ luyện nhiều chừng đó tham là căn bệnh trầm kha khó trị Người ta sống chưa tới trăm năm mà lại toan tính việc muôn đời. Có kẻ giàu sang ức triệu, ngồi không hưởng suốt đời chưa hết, vẫn còn dơ dép của thế gian. Tham làm ích kỷ là bợn nhơ che mất ánh sáng trí tuệ, nhẫn ngụy làm chơn, gây ra vô số ác nghiệp. Hằng ngày những vụ đâm chém tranh giành danh lợi, tình tiền não hại lẫn nhau không sao kể hết. Vì nó mà muôn ngàn thảm quả nảy sinh, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong kinh A Hàm, Phật dạy ngày Maha Nam, sở dĩ chúng sanh đau khổ là vì đam mê ngũ dục, lấy dục làm gốc nên xảy ra cảnh ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em dòng họ đều xấu hơn thua sát phạt lẫn nhau. Ngoài xã hội, dân chúng vua quan tranh địa vị chức quyền chưa đủ, lại khởi binh xâm lấn nước khác, gây nên cảnh bắn giết, đánh đập, tra tấn, hành hạ đủ cách, thật là giả mang, mất hết nhân tính. Giống như hung thần ác quỷ khổ báo, đều do lòng dục tạo ra thảm cảnh như thế. Cho nên Đức Phật khuyên các hàng đệ tử phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Tuyệt đối không được đụng chạm đến danh dự quyền lợi người khác, cho dù đó là của cha mẹ, anh chị em, con cháu chồng họ, dễ xảy ra xung đột, làm mất hết tình nghĩa. Điều đó chúng ta phải thận trọng. Nếu như họ không hoan hỷ giúp, thì chớ có xin một cách quá đáng. Có nhiều người được bà con hay bạn bè cho tiền của, họ lấy đó làm vui, thích xin hoài. Nhưng quý vị nên nhớ, trong Kinh Phật dạy, người trí thà để người ta thiếu nợ mình, chớ có thiếu nợ người kiếp sau phải trả gấp nhiều lần. Trong lương hoàng sám nói, oán thù xuất phát từ trong gia đình thân bằng quyến thuộc. Mới xem qua lấy làm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ, thời thấy khi sống chung lâu ngày, lắm lúc vô tình hoặc cố đụng chạm xúc não lẫn nhau, có chút gì không vừa lòng liền sanh tâm giận dữ. Anh em dành của, cha con trở mặt, chồng vợ ly hôn Ông bà cha mẹ thường trách con cháu, hoặc con cháu phiền trách ông bà cha mẹ cho đến anh chị em dòng họ, hết thảy đều trách móc, hiềm hận lẫn nhau. Nếu nhà giàu có thì đua nhau đến xin, càng xin càng lấy làm không đủ, xin mãi người ta không cho, trở lại ôm lòng oán hận, tìm cách trả thù kết oán đời đời không thôi. Thế mới biết oán thù ba đời không ai xa lạ đều là bà con thân thích chúng ta là nhóm oan gia. Nên có lời khuyên, xin nhiều người ghét kẻ phiền, xin mà chẳng đặng ta liền buồn ngay, vậy nên ta chớ xin ai, đặng cho an lạc, khoan thai nhẹ nhàng. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này, Nhân ngày rằm Có một cô Phật tử đến tịnh xá Vừa lại Phật vừa khóc nức nở Thầy tôi đến hỏi Cô ơi Tại sao cô khóc như thế Thưa sư Chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé Còn khổ quá Muốn tự tử chết khuất cho rồi Cô ơi Cô có con cái gì không Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé Còn chưa lại cho cô đồng nào không con có hai đứa con trai Chồng con lấy đi 10 triệu Để lại cho con hai chục triệu Tôi hỏi cô Hai đứa con và hai chục triệu còn lại So với chồng cô Và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi Cái nào quý hơn Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bà còn lại Quý hơn Chồng con và 10 triệu kia Làm sao mà bằng được Cô thấy không Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử, tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích. Chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạt dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạt dầu sôi thê thảm đang nùng nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Milton Muốn hết khổ trong kinh di giáo Phật dạy trì túc thường lạc Nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui Sự kia Đức Phật còn trụ thế Đời sống của Ngài rất đơn giản tam y nhất bác Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực Thường sống ở núi rừng Không bận tâm đến sự ăn mặc Chỗ ở, ngủ nghỉ cho nên nội tâm rất an lạc còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ muốn cho thân tâm an lạc quý phật tử nên cầu trời phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi nếu lỡ làm ăn thất bại đi xin cơm ăn như đức phật rồi tinh tấn tu hành có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể trong luận bảo dương tam muội nói lấy sự tác nghịch làm sự tác thành chính cái khổ đau cùng cực đó đã cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường dạng vật đều giả tạm phát tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau xưa thiền sư Vạn hạnh giác ngộ được lẽ vô thường ngài làm bài thơ thân như bóng chết chiều tà cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời Xá chi suy thịnh diệt đời Thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành Ngài nói thơ thân...